Trường 3521 Chiến Long quyền thức 13. Cho ta thi triển huyết sát đại trận, luyện chết tiểu tử này, mục. Lão đại đối với những cái kia chạy tới huyết bào võ giả quát lên, là, mục lão đại, những. Cái kia huyết bào võ giả nghe vậy, siêu siêu siêu, từng cái vây quanh ở sở kiếm thu quanh người. Trong tay pháp quyết kết động, từng đạo huyết sắc quang mang, từ những thứ này huyết bào võ giả trong tay bay ra tại sở kiếm thu trên đỉnh đầu, hội tụ thành một cái cực lớn huyết sắc phù ấn. Từ nơi này cực lớn huyết sắc phù ấn bên trong, buông xuống từng đạo tản ra nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh huyết tác. Hướng về sở kiếm thu trên thân quấn tới. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, quyền giá bãi xuống. Một đạo cường đại đến cực điểm quyền ý, từ trên người tản mát ra, sôi trào mãnh liệt quyền ý thế mà ngưng kết thành từng lớp từng lớp mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi rầm 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 tại một lớp này sóng vô cùng cường đại quyền ý khuấy động phía dưới những cái kia hướng sở kiếm thu trên thân quấn tới huyết tác nhào nhào nổ tung thành bột mịn tại này cổ quyền ý nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm sở kiếm thu một quyền hướng mục lão đại đánh tới ngang một đầu lân giáp rõ ràng long hình hư ảnh chợt trống rỗng xuất hiện tại con rồng này hình hư ảnh trên thân. Tản ra vô cùng kinh khủng hạo đãng long uy, trầm trọng vô cùng quyền ý, khiến cho phía trước không gian chợt nứt ra. Long hình hư ảnh những nơi đi qua, trực tiếp đem không gian phá vỡ một đạo tĩnh mịch vô cùng vết nứt không gian, một quyền này. So với phía trước sở kiếm thu thi triển chiến long quyền thức thứ 12 uy lực, cường đại không chỉ gấp mấy lần đây là sở kiếm thu hiện nay có thể thi triển chiến long quyền uy lực một chiêu lớn nhất chiến. Long quyền thức thứ 13 oanh, long hình hư ảnh. Cùng mục lão đại thi triển huyết võng đụng vào nhau. Trực tiếp đem tấm này vô cùng quỷ dị huyết võng, một quyền đánh thành bột mịn. Sau khi đánh phá trương này huyết võng, kinh khủng quyền ý ngưng tụ mà thành long hình hư ảnh tiếp tục hướng phía trước. Hướng về mục lão đại đánh tới, cảm nhận được cỗ này trầm trọng tới cực điểm quyền ý tập thể mà tới mục lão đại trong lòng không khỏi cực kỳ hoảng sợ tại nguy cấp này vô cùng trước mắt mục lão đại toàn lực một quyền đánh ra ầm ầm hai quyền chạm vào nhau mục lão đại cũng là bị đánh cho cơ thể hướng phía sau bắn ra dọc theo đường đi đụng ngã một mảng lớn sơn lâm cũng chính là thanh thúy sơn bởi vì linh khí nồng đậm không gian tương đối củng cố nơi này chân núi thủy mạch cũng so với bình thường chỗ kiên cố nhiều lắm bằng không mục lão đại cơ thể dọc theo con đường này và đập tới đoán chừng phải đem phương viên mấy chục vạn dặm bên trong khu vực đều hóa thành một vùng phế tích mục lão đại trong miệng một cỗ máu tươi cuồng phún mà ra ánh mắt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc ta dựa vào tiểu tử này thế mà cường hãn đến trình độ kinh khủng như vậy ngay từ đầu cái kia một chút ra tay hắn thế mà cũng không có tác dụng toàn lực Mục lão đại trong lòng quả thực là không thể tưởng tượng. Một cái chỉ là nửa bước thông huyền cảnh võ giả, làm sao có thể chiến lực đáng sợ tới mức như thế? Lúc này, Mục lão đại đã bị dọa đến tim mật đều mất, hắn đã không có nửa điểm dũng khí. Dám cùng Sở Kiếm Thu tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn lúc này cũng không lo được những cái kia. Thủ hạ thân hình lóe lên, liền nghĩ tự mình chạy trốn chỉ là ngay tại thân hình hắn vừa động thời điểm một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên chắn trước người hắn mục lão đại tập trung nhìn vào phát hiện lại là cái kia thanh sam tiểu từ bên người đầu kia con cọp màu trắng lăn đi mục lão đại nổi giận gầm lên một tiếng một quyền hướng thôn thiên thân hổ bên trên đánh tới hắc cẩu vật thế mà còn dám cùng hổ ra đùa nghịch hoành thôn thiên hổ thấy thế rất là coi thường nói liền ngươi phế vật này cũng dám ở trước mặt hổ ra ra vẻ ta đây, hổ ra một đầu ngón tay. Liền có thể ấn chết ngươi, lão đại đều không để cho ngươi đi, ngươi lại dám chạy trốn. Cho hổ ra trở về. Thôn thiên hổ nói, duỗi ra móng vuốt tiện tay vung lên, ầm vang một tiếng. Đem mục lão đại cơ thể cho chụp trở về, mục lão đại chịu một chảo này. Trong lòng càng là nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng, lúc này. Trong lòng của hắn quả thực là một mảnh lạnh buốt xong lần này, đã trúng trên thiết bản, thôn thiên hổ lần này ra tay, hắn đã nhìn ra. Đầu này nhìn như không đáng chú ý ngốc manh lão hổ. Lại là một đầu tu vi cao tới đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường hãn yêu thú, hơn nữa. Còn không là bình thường đại thông huyền cảnh đỉnh phong yêu thú. Lấy thực lực của hắn, dù cho gặp phải lớn như vậy thông huyền cảnh đỉnh phong yêu thú. xác suất rất lớn, chết vẫn là đối phương, nhưng mà đầu này ngốc manh lão hổ lại là dễ dàng một cái tát đem hắn cho chụp trở về mấu chốt là đầu này ngốc manh lão hổ kinh lực bên trên chắc chắn tinh diệu vô cùng vừa đem hắn cho đánh bay trở về lại không có chân chính làm bị thương hắn thôn thiên hổ đã nhìn ra sở kiếm thu đang tại cầm những thứ này huyết ma tông võ giả luyện quyền nó nơi nào sẽ dễ dàng làm bị thương cái này huyết bào võ giả một bên khác sở kiếm thu liên tiếp mấy quyền oanh ra vô cùng kinh khủng quyền ý ngưng tụ mà thành long hình hư ảnh xoay quanh người hắn một vòng vây công hắn những cái kia huyết bào võ giả lập tức bị khủng bố vô cùng quyền ý ép tới bạo toái thành từng đoàn từng đoàn bọt máu ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát mà lúc này mục lão đại vừa vặn bị nuốt thiên hổ một móng vuốt cho chụp trở về sở kiếm thu ngược lại là không có nhân cơ hội này ra tay mà là đợi đến mục lão đại điều chỉnh tốt trạng thái sau đó lại một quyền đánh tới mục đích của hắn cũng không đơn chỉ là chu sát những thứ này huyết ma tông võ giả càng nhiều vẫn là cầm những thứ này huyết ma tông võ giả tới tiến hành thí quyền nếu là hắn đơn thuần chỉ là vì chu sát những thứ này huyết ma tông võ giả mà nói trực tiếp để cho thôn thiên hổ ra tay một móng vuốt một cái giải quyết đơn giản không cần quá nhẹ nhõm Mục lão đại nhìn thấy một màn này, lập tức cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm. Âm vang một tiếng, kích phát uy lực cực kỳ cường đại huyết ma tông bí thuật. Khí thế trên người thế mà trực tiếp tăng lên hai lần. Hôm nay nếu muốn mạng sống, thì nhìn có thể hay không kềm chế được trước mắt cái này thanh sam. Tiểu tử, bằng không, để cho hắn đơn độc đối mặt đầu kia thực lực vô cùng kinh khủng con cọp màu trắng, căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng mà cái này Thanh Sam tiểu tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại cũng không có cường đại đến tình cảnh đủ để hoàn toàn nghiền ép chính mình, một khi chính mình thi triển huyết ma tông bí thuật mà nói, vẫn là có mấy phần hy vọng chiến thắng tiểu tử này. Mặc dù môn bí thuật này di chứng cực lớn, nhưng là bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, Sở Kiếm thu thấy thế, trong mắt không khỏi lộ ra thêm vài phần ngoài ý muốn, nhìn không ra a. À cái này huyết ma tông bí thuật uy lực thế mà không tầm thường. Hắn từ Nam Châu một đường Bắc Thượng du lịch đến nay. Đi lại ước chừng 30 tỷ tỷ bên trong đường xá, dọc theo đường đi gặp được địch nhân. Cũng là nhiều vô số kể, nhưng mà bọn hắn trước khi chết phản công thời điểm. Thì triển bí thuật bình thường đều chỉ có thể để cho thực lực của bọn hắn trên dưới. Trên dưới tăng lên gấp đôi. Đến đại thông huyền cảnh cái này cấp bậc tu vi muốn để cho thực lực chợt tăng lên tới tình cảnh một lần trở lên thực sự quá khó khăn đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải để cho thực lực bản thân có thể tăng lên tới gấp hai bí thuật đương nhiên cái này không bao gồm hắn tự thân hỗn độn trí tôn huyết mạch huyết mạch bí thuật loại này nghịch thiên bí thuật là bình thường bí thuật căn bản không cách nào so đối mặt trước mắt một màn này sở trong mắt kiếm thu không khỏi lộ ra thêm vài phần thần sắc hài lòng phía trước cái này huyết bào võ giả thực lực thực sự quá yếu, bây giờ mới xem như có chút ý tứ. Trường 3522 đi tới lá trúc thành. Dầm dầm dầm, kế tiếp, sở kiếm thu thi triển chiến long quyền thức thứ 13. Cùng mục lão đại tại núi rừng bên trong. Triển khai một hồi kịch liệt vô cùng đại chiến, mục lão đại đang thi triển bí thuật tăng cao. Thực lực phía trước, không phải sở kiếm thu đối thủ nhưng mà đang thi triển bí thuật thực lực tăng vọt hai lần sau đó ngược lại là cùng sở kiếm thu đánh có qua có lại bất quá một trận đại chiến dưới tới hắn cuối cùng vẫn bại bị sở kiếm thu một quyền oanh sát hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi huyết ma tông bí thuật thế mà đối với sở kiếm thu không có nửa điểm hiệu quả hơn nữa mỗi khi hắn thi triển loại kia huyết sát bí thuật ngược lại có loại ngược lại bị sở kiếm thu hấp thu khí huyết cảm giác tại loại này huyết sát bí thuật bị khắc chế sau đó, kỳ thực thực lực của hắn. Cũng liền cùng bình thường đại thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao không sai biệt lắm. So với hầu hữu dịch, mạnh không được quá nhiều. Sở kiếm thu tại chu sát mục lão đại sau đó. Nhìn hắn bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy thi thể một mắt tiện tay vung lên. Trong một cỗ trắng phiếm hồng hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt đem mục lão đại thi thể. Cho đốt cháy thành cho đi qua một trận chiến này, sở kiếm thu cũng đại khái nắm rõ ràng rồi chiến long quyền thức thứ. 13 uy lực chiến long quyền thức thứ 13. Đối phó lớn như vậy thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả, dư sai. Nhưng mà vẫn còn làm không được tình cảnh nghiền ép. Muốn triệt để nghiền ép đại thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao. Đoán chừng ít nhất phải là chiến long quyền thức thứ 14. Mới nắm giữ uy lực như vậy, bất quá, lấy sở kiếm thu tu vi trước mắt muốn thi triển ra chiến long quyền thức thứ 14, nhưng vẫn là có chút tranh lệch. Bây giờ, chỉ là thi triển chiến long quyền thức thứ 13. Kỳ thực đối với hắn gánh vác liền có chút lớn, vừa rồi nếu là cái này huyết bào võ giả bí thuật. Kéo dài thời gian lâu một chút nữa, không chắc đầu tiên hao hết thể nội chân nguyên. Chính là hắn. Đương nhiên, sở kiếm thu dù cho thể nội chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng không đến nỗi sẽ bại, lấy hắn cái kia cực kỳ cường hãn nhục thân lực phòng ngự. Đối phương muốn phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Mà chỉ cần đối phương một thời ba khắc đánh hắn không chết. Hắn tùy thời cũng có thể phục dụng đan dược tới cấp tốc hồi phục chân nguyên. Sở kiếm thu liếc mắt nhìn nơi xa cỗ kia phía trước bị hầu hữu dịch bọn người săn giết đại thông. Huyền cảnh đỉnh phong con báo thi thể đi tới. Tiện tay đem cỗ này Đại Thông Huyền Cảnh đỉnh phong yêu thú thi thể thu vào. Phía trước hầu hữu dịch bọn người bề bộn nhiều việc chạy trốn. Căn bản là không kịp lấy đi cỗ này Đại Thông Huyền Cảnh đỉnh phong con báo thi thể. Làm xong đây hết thảy sau đó, sở kiếm thu cũng không có tại xanh tươi trong núi tiếp tục lưu. Lại nữa, mà là cưỡi thôn thiên hồ, rời đi Thanh Thúy Sơn. Hướng về Trúc Diệp Thành phương hướng chạy tới sở kiếm thu cũng tịnh không phải là vì truy sát hầu hữu dịch mấy người, mấy cái này tôm tép. Còn không đến mức để cho hắn để ý như thế. Chọc tới trên đầu của hắn, hắn tiện tay thu thập liền thu thập. Nhưng tất nhiên đối phương đã chạy trốn, hắn cũng lười đi tiếp tục lãng phí thời gian truy kích. Hắn sở dĩ hướng về Trúc Diệp Thành phương hướng đi đến. Chẳng qua là bởi vì Trúc Diệp Thành là hắn bắc thượng dọc đường. Trải qua gần nhất một con đường mà thôi đến nỗi hầu hữu dịch bọn người có thể hay không tại phát hiện tung tích của hắn sau đó. Tổ chức cao thủ tới vây giết hắn. Hắn là không có quan tâm chút nào, hầu hữu dịch không như vậy làm tốt nhất. Nếu như hắn thật muốn làm như vậy mà nói, hắn không ngại thuận tay đem Trúc Diệp Thành cũng cho thu. Bởi như vậy, huyền kiếm tông liền lại nhiều một khối địa bàn, Trúc Diệp Thành. Trên lý luận tới nói, vẫn là miễn cưỡng thuộc về huyền vụ phủ phạm vi thế lực huyền vụ phủ dù sao cũng là đạo minh năm đại tông môn một trong thuộc về huyền vụ phủ phạm vi thế lực khu vực là vô cùng vô cùng mênh mông dù sao liền vũ minh vương triều loại này thất đại vương triều thế lực cũng có hơn trăm vạn ức dặm mênh mông cương vực huyền vụ phủ xem như so với vũ minh vương triều cao hơn một cái cấp độ thế lực có địa bàn chi lớn tự nhiên cũng muốn vượt xa khỏi vũ minh vương triều tại Trung Châu Nam Bộ, huyền vụ phủ ở vào tương đối ngã về Tây vị trí. Trung Châu Tây Nam một dãy khu vực trên cơ bản đều một phần của huyền vụ phủ địa bàn. Mà Thiên Phượng Cung tại Trung Châu Nam Bộ thì ở vào tương đối lại đông vị trí. Thiên Phượng Cung phạm vi thế lực càng nhiều hơn vẫn là đang Trung Châu Đông Nam khu vực. Bất quá, Trúc Diệp Thành mặc dù nói là miễn cưỡng thuộc về huyền vụ phủ phạm vi thế lực nhưng cái này thuộc về lại cũng không xem như rất rõ ràng bởi vì nghiêm khắc tới nói trúc diệp thành vẫn là ở vào thiên phượng cung cùng huyền vụ phủ phạm vi thế lực chỗ giao giới trước đó mặc dù bị thừa nhận làm huyền vụ phủ phạm vi thế lực chẳng qua là bởi vì thiên phượng cung tại trước kia trận kia biến cố sau đó thực lực giảm lớn bất lực cùng huyền vụ phủ tranh chấp chỉ có thể nhượng bộ nhưng bây giờ, có Sở Kiếm thu cung cấp cho Thiên Phượng cung những cái kia hoang cổ đại lục suối nước, Thiên Phượng cung thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Tại Sở Kiếm thu rời đi Thanh An thành, Bắc Thượng du lịch nửa năm này thời gian bên trong, Thiên Phượng cung chủ dùng hắn cho những cái kia hoang cổ đại lục suối nước, để cho Thiên Phượng cung còn lại cái kia năm tên phi thăng cảnh đỉnh phong lão tổ, cũng thành công đột phá đến nửa bước thiên diễn cảnh bây giờ thiên phượng cung chỉ là nửa bước thiên diễn cảnh cường giả số lượng. Bao quát thái thượng trưởng lão đàm cần ở bên trong, thì đến được dòng giã 11 tên, phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả số lượng. Cũng đạt tới dòng giã 60 tên, mãnh liệt như vậy thực lực cho dù ở trong năm đại tông môn. Đều coi là số một tồn tại, thiên phượng cung thực lực. Từ phía trước so huyền vụ phủ yếu một mảng lớn biến thành bây giờ so với huyền vụ phủ mạnh hơn không chỉ một lần. Hơn nữa, như hôm nay Phượng cung chủ đối với Thiên Phượng cung trưởng khống, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Những cái kia bởi vì Thiên Phượng cung chủ cung cấp Hoang Cổ Đại Lục suối nước, mà đột phá đến nửa bước thiên diễn cảnh các lão tổ, đều vô cùng kiên quyết ủng hộ Thiên Phượng cung chủ. Những cái kia bởi vì phục dụng Hoang Cổ Đại Lục suối nước, mà đột phá đến phi thăng cảnh đỉnh phong trưởng lão hội các trưởng lão. Cũng tương tự không dám đối với thiên phượng cung chủ chút nào dị tâm. Bây giờ thiên phượng cung thực lực đại trướng trên dưới một lòng. Đã sớm không phải trước kia thiên phượng cung, cho nên thiên phượng cung bây giờ thái độ. Có thể nói là vô cùng cường thế. Huyền vụ phủ tại nhìn thấy thiên phượng cung như thế thế không thể đỡ cường đại phát triển thế. Cũng chỉ có thể co lên đầu làm người không còn dám dễ dàng cùng thiên phượng cung phát sinh tranh chấp. Trong thời gian nửa năm này, không chỉ mình là thiên phượng cung, huyền kiếm tông phát triển. Cũng đồng dạng cực kỳ cấp tốc. Bây giờ huyền kiếm tông đại quân, dù cho không tính tế sơn quân cùng cao hà quân. Đại quân số lượng cũng đã đạt đến dòng dã 5.000 vạn mà trong đó địa tôn cảnh đại quân. Đạt đến 3.000 vạn thiên tôn cảnh đại quân, số lượng cũng đạt tới dòng dã 200 vạn nếu là tính cả tế sơn quân cùng cao hà quân mà nói. Số lượng càng là kinh người, huyền kiếm tông cao dai võ giả. Số lượng tăng trưởng đến cũng hết sức cấp tốc, đại thông huyền cảnh võ giả. Bây giờ đã đạt đến dòng dã 2.000 người. Mấu chốt nhất chính là những thứ này đại thông huyền cảnh võ giả bên trong. Còn bao gồm không thiếu trong quân doanh chiến tướng. Bây giờ, huyền kiếm tông trong quân doanh, ngoại trừ sở kiếm thu đã xuất hiện không thiếu có thể miễn cưỡng điều khiển 10 vạn người cấp bậc thất giai cực phẩm chiến trận binh giáp chiến tướng. Chương 3523 ô trưởng lão. Ý vị này dù cho không dựa vào sở kiếm thu, Huyền kiếm tông cũng đã có không ít phi thăng cảnh chiến lực, bất luận cái gì một bộ 10 vạn người cấp bậc thất giai cực phẩm chiến trận binh giáp, đều không kém gì tầm thường phi thăng cảnh cường giả mà bây giờ huyền kiếm tông thiên tôn cảnh đại quân đạt đến dòng dã 2 triệu người. Này liền mang ý nghĩa, có thể tổ hợp thành 20 cỗ 10 vạn người cấp bậc thất giai cực. Phẩm chiến trận binh giáp. 20 cỗ 10 vạn người cấp bậc thất giai cực phẩm chiến trận binh giáp đại biểu cho. Nhưng chính là 20 tên phi thăng cảnh chiến lược. Mặc dù thực lực như vậy còn không cách nào cùng huyền vụ phủ bực này năm đại tông môn cấp bậc thế lực cường đại so sánh, nhưng mà không chịu nổi huyền kiếm tông tốc độ phát triển tấn mãnh. Vô cùng, dựa theo trước mắt loại phát triển này tốc độ xuống đi, một khi cái kia 5.000 vạn đại quân. Toàn bộ đều đột phá đến thiên tôn cảnh, mang ý nghĩa. Huyền kiếm tông sẽ nắm giữ 500 tên phi thăng cảnh chiến lực dạng này một cỗ lực lượng. Dù cho so huyền vụ phủ yếu, cũng sẽ không yếu nhiều lắm. Lại thêm có thiên phượng cung xem như chỗ dựa sở kiếm thu bây giờ là không có chút nào sợ huyền vụ phủ nếu như Trúc Diệp Thành chọc tới trên. Đầu của hắn, hắn là không ngại giống đối đãi thanh an thành như thế. Trực tiếp liền đem Trúc Diệp Thành bắt lại coi như huyền kiếm tông địa bàn mới. Đến nỗi huyền vụ phủ muốn làm khó dễ mà nói. Vậy dĩ nhiên có thiên phượng cung ở mũi nhọn phía trước tại. Sở kiếm thu rời đi thanh thúy sơn, hướng về Trúc Diệp Thành phương hướng chạy tới thời điểm. Thanh thúy sơn chỗ sâu, một tòa to lớn vô cùng trong ngọn núi. Có một cái cực kỳ sơn động ẩn núp tại bên ngoài sơn động vây. Có từng người từng người đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả đang tuần tra trong sơn động. Một đạo huyết bào thân ảnh đứng tại sơn động chính giữa bậc thang chỗ cao mà tại lối thoát. Phương, nhưng là tụ tập từng đạo huyết bào thân ảnh, chỗ này sơn động rất rõ ràng. Là huyết ma tông một chỗ cứ điểm, Trác trưởng lão, người đến đông đủ chưa? đứng tại bậc thang chỗ cao đạo kia huyết bào thân ảnh quay đầu hướng bên cạnh một vị dáng người có chút khôi ngô huyết bào võ giả hỏi bẩm ô trường lão ngoại trừ mục lâm cùng người dưới tay hắn những nhân viên khác đã toàn bộ đến đông đủ vị kia dáng người khôi ngô trác trưởng lão chắp tay thi lễ một cái cung kính nói mặc dù hai người đều cùng là nửa bước phi thăng cảnh võ giả nhưng mà vị này trác trưởng lão đối với vị kia ô trường lão, lại là có mấy phần e ngại, hiện. Tại cũng lúc nào, lại còn không có đến. Huyết tế Trúc Diệp Thành, chuyện này cỡ nào trọng yếu, bọn hắn lại dám chậm trễ như thế. Vị kia ô trường lão nghe vậy, lập tức không khỏi nhíu mày một cái đầu, lạnh lùng nói, tính. Toán, không chờ bọn họ, bây giờ liền xuất phát, áp dụng hành động. Đến nỗi không có đến những người kia, về sau cũng không cần phải tồn tại, nghe được vị này ô trường lão lời này chắc trưởng lão cùng phía dưới đứng một đám huyết bào võ giả trong lòng cũng là không khỏi run lên vị này ô trường lão quả nhiên danh bất hư truyền thủ đoạn còn thật là tàn nhẫn chỉ là bởi vì một lần đến trễ thế mà liền phán quyết mục lâm mấy người tử hình bất quá đối phương trước mắt là huyết ma tông thiếu chủ bên người hồng nhân bọn hắn cũng không dám đắc tội cho nên, khi nghe đến ô trường lão lời này thời điểm, không có bất kỳ người nào. Dám can đảm đứng ra cho Mộc lâm mấy người nói hộ, xuất phát, ô. Trường lão phất phất tay, lạnh giọng nói, tuân mệnh, trong. Sơn động, một đám huyết bào võ giả cùng đáp. Tiếp lấy, từng đạo huyết bào thân ảnh, từ trong sơn động bay ra. Hướng về Trúc Diệp Thành phương hướng bay đi, Trúc. Diệp Thành, ở vào thanh thúy sơn phía bắc ba nghìn ức bên trong chỗ, sở kiếm thu cũng không nóng này, cưỡi thôn thiên hồ, chậm rãi ở trên bầu trời phi hành. Lấy thôn thiên hồ tốc độ bây giờ, nếu như toàn lực phi hành, một ngày rưỡi thời gian. Cũng đủ để đuổi tới Trúc Diệp Thành, nhưng sở kiếm thu cũng không có để cho thôn thiên hồ lấy. Nhanh chóng như vậy tốc độ bay đi. Mà là để cho thôn thiên hồ duy trì ngày đi một nghìn ức dặm tả hữu tốc độ. Thôn thiên hồ nếu là phi hành quá nhanh. Hắn nhưng không cách nào thưởng thức dọc đường một chút phong quang, lần này bác thượng vũ minh vương triều sở kiếm thu nguyên bản là ôm du lịch tâm tính mà cũng không vội mở ra gấp rút lên đường hắn muốn dọc theo đầu này con đường nhiều đi một chút nhìn nhiều xem xét kể từ rời đi nam châu sau đó hắn mới phát hiện thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông xuất sắc giường nào cái này tốt đẹp sơn hà lại là cỡ nào tráng lệ mặc dù trong tay hắn có thiên phượng cung chủ cho hắn một phần trung châu địa đồ hắn đối với dọc theo con đường này địa hình phân bố. Cũng đại khái có hiểu biết nhưng là từ trên bản đồ nhìn thấy. Dù sao không sánh được tự mình kinh nghiệm một phen. Mặc dù sở kiếm thu để cho thôn thiên hổ chậm ung dung mà phi hành nhưng ở ba ngày đi qua. Bọn hắn vẫn là đạt tới Trúc Diệp Thành. Trúc Diệp Thành chiếm diện tích ước chừng đạt đến phương viên 5.000 vạn bên trong cực lớn hùng thành, có thể nói, là sở kiếm thu cho đến nay, nhìn thấy một tòa thành lớn nhất trí. Cho dù là huyền kiếm tông trước mắt một tòa thành lớn nhất trí. Trước mắt đều không cách nào cùng Trúc Diệp Thành so sánh, dù sao. Huyền kiếm tông trước mắt một tòa thành lớn nhất trí. Cũng chính là xây dựng thêm sau đó phong nguyên hoàng thành. Nhưng cho dù là phong nguyên hoàng thành. Cũng bất quá là phương viên ngàn vạn dặm mà thôi, tòa này Trúc Diệp Thành so với xây dựng thêm sau đó phong nguyên hoàng thành, đều phải lớn hơn gấp 5 lần. Sở kiếm thu cùng thôn thiên hổ, tiểu thanh điểu, từ trên bầu trời xuống. Hướng về hướng cửa thành đi đến, tòa này phương viên 5.000 vạn bên trong cực lớn hùng thành. Chỉ là cửa thành, đều cao tới 3 vạn trượng. Ở cửa thành, ngựa xe như nước, người đến người đi, còn có vô số vân chu bay liễn. Ở cửa thành bên trong ra ra vào vào, nóng ẩm ý lên cực điểm, chỗ cửa thành có một đội thủ thành tướng sĩ tại kiểm tra lấy ra vào thành chỉ người. Những binh lính này, đối với Trúc Diệp Thành bản địa một chút thế lực lớn võ giả, cũng không có ngăn cản, nhưng mà đối với một chút mới tới võ giả, nhưng đều là cản lại. Tìm lấy lệ phí vào thành. Trúc Diệp Thành, quản hạt cương vực, so với Thanh An Thành, còn muốn càng thêm cực lớn. Quản hạt cương vực, đạt đến dòng dã ba vạn ức dạm, theo lý thuyết, Trúc Diệp Thành là phụ cận ba vạn ức dặm cương vực bên trong, to lớn nhất, phồn hoa nhất một tòa đại thành. Mỗi một ngày, từ Trúc Diệp Thành bốn phương tám hướng đuổi tới Trúc Diệp Thành võ giả. Có thể nói là vô số kể, bởi vì rất nhiều bảo vật cơ duyên. Cũng chỉ có tại dạng này trong thành lớn, mới có thể nắm giữ. Nhỏ một chút thành trì, nghĩ mua sắm một chút ra dáng điểm pháp bảo cùng đan dược. Cũng không tìm tới, hơn nữa, tại dạng này đại thành trì bên trong có được đủ loại đủ kiểu thế lực lớn, kỳ ngộ cũng muốn hơn rất nhiều. Một chút muốn hỗn cái tiền trình võ giả, cũng tới loại này đại thành trì bên trong. Thử thời vận, nhìn có thể hay không bị một chút thế lực lớn nhìn chúng. Từ đó gia nhập vào trong đó, khi một người thị vệ, hoặc khách khanh cung phụng các loại. Sở kiếm thu cưỡi thôn thiên hổ, hướng về hướng cửa thành đi đến, lúc đi đến cửa thành phụ cận. Hắn lập tức bị một cái thị vệ ngăn lại, tiểu tử, người muốn vào thành, thị. Vệ kia trên dưới đánh giá Sở Kiếm Thu một phen, mở miệng hỏi. Khi nhìn thấy Sở Kiếm Thu chỉ là một cái chỉ là nửa bước thông huyền cảnh võ giả, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra thêm vài phần thần sắc khinh miệt, không tệ. Sở Kiếm Thu gật đầu một cái nói, "Trương 3524 làm khó dễ. Đi, giao 50 vạn bát phẩm linh thạch vào thành phí, liền có thể vào thành thị. Vệ kia từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Kiếm Thu nói, Sở kiếm thu nghe nói như thế, lập tức không khỏi liền cười, vì cái gì những người khác. Chỉ dùng giao một vạn bát phẩm linh thạch liền có thể vào thành. Ta liền muốn giao 500 ngàn bát phẩm linh thạch. 50 vạn bát phẩm linh thạch, cái này đều đầy đủ mua sắm một kiện cực kỳ tốt bát giai hạ phẩm. Pháp bảo, mặc dù lấy sở kiếm thu bây giờ tài sản, chút tiền ấy, với hắn mà nói. Đơn giản chính là chuyện nhỏ, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Bất quá, mặc dù chút tiền ấy là tiền trinh, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa sở kiếm thu nguyện ý bị người làm thịt. Nhà tiểu tử Thúy lại còn cùng Gia Gia chống đối. Gia Gia nói muốn thu ngươi 50 vạn bát phẩm linh thạch. Vậy ngươi nhất định phải giao 50 vạn bát phẩm linh thạch bằng không? Người cũng đừng nghĩ tiến vào Trúc Diệp Thành một bước thị vệ kia càn rỡ vô cùng nói. a à, xem ra, ngươi đây là muốn cố ý gây chuyện sở kiếm thu nghe vậy thản nhiên cười nói sao thế ngươi còn muốn cắn ra ra không thành thị vệ kia nhìn từ trên xuống dưới sở kiếm thu một mặt càn rỡ nói bất quá nếu như ngươi không có tiền ngược lại cũng không phải không có những thứ khác xử lý thị vệ kia bỗng nhiên lại chuyển khẩu nói a à, biện pháp gì sở kiếm thu nghe vậy lập tức cũng tới hứng thú hắn cũng rất muốn biết tên trò chết này vì cái gì chuyên môn chọn hắn tới làm loạn, lúc này đi vào cửa thành võ giả bên trong. Cũng không thiếu nửa bước thông huyền cảnh võ giả, thậm chí còn có so với hắn tu vi thấp hơn thiên tôn cảnh võ giả đỉnh cao. Nhiều người như vậy bên trong, tên chó chết này cũng không có tận lực làm khó dễ. Lại chuyên môn tìm tới hắn. Rất đơn giản, đem đầu này lão hổ lưu lại, cùng với đem cái này chỉ tiểu thanh điều giao cho ta, liền bớt đi ngươi lệ phí vào thành thị vệ kia chỉ chỉ hắn dưới trướng thôn thiên hồ. Cùng với ngồi xổm ở trên bả vai hắn tiểu thanh điểu nói. Sở kiếm thu nghe nói như thế, giờ mới hiểu được tới, thì ra, tên chó chết này. Là coi trọng bên người hắn hai cái linh sủng. Chẳng thể trách phải đặc biệt đến tìm phiền phức của hắn đâu, lão. Đại, tên chó chết này thực sự quá ngông cuồng, ta muốn một cái tát chụp chết hắn. Nghe nói như thế, thôn thiên hổ lập tức thì nhịn không được. Hung thần ác sát trừng thị vệ kia một mắt, giọng ồm ồm mà nói, "Thôn." "Thiên Hồ, trước tiên đừng có gấp sở. Kiếm Thu đưa tay vỗ vỗ dưới trướng thôn Thiên Hồ nói, "Ngươi xác định thật muốn ta cái này hai cái linh sủng?" Sở Kiếm Thu nhìn xem thị vệ này, cười hỏi, "Thiếu. Mẹ nó cho lão tử nói nhảm, lại tất tất có tin lão tử một cái tát đập chết ngươi hay không?" Thị vệ kia nhìn thấy Sở Kiếm Thu như thế một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh, lại nghe được thôn thiên hổ vừa rồi lời kia lập tức liền bị làm phát bực hai mắt chừng sở kiếm thu hung thần ác sát nói chỉ là hắn lời này vừa ra khỏi miệng một bóng người trong nháy mắt vọt lên một cước đem hắn cho đạp lăn trên mặt đất ngươi mẹ nó mắt bị mù liền sở công tử ngươi cũng dám trêu chọc đạo nhân ảnh kia đem thị vệ kia cho đạp lăn trên mặt đất sau vừa hung ác mà đạp mấy cước một bên đạp, một bên nổi giận mắng, ai, ai. Mẹ nó dám đạp lão tử, người mẹ nó đơn giản chán sống. Thị vệ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị người một cước đạp lăn trên mặt đất, hơn nữa. Lại liên tiếp bị hung hăng đạp mấy cước, lập tức lửa giận ngút trời, tức miệng mắng to, mẹ. Nó, liền bản thiếu ngươi cũng dám mắng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đạo nhân ảnh kia nghe được thị vệ chửi rùa, lập tức càng nổi giận hơn lại là hung hăng một cước đá vào thị vệ này trên thân thị vệ kia lúc này cũng cuối cùng thấy rõ đạo nhân ảnh này dáng vẻ lập tức không khỏi thất kinh thiếu thành chủ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vừa rồi đạp hắn người lại là chúc diệp thành thiếu thành chủ hầu hữu dịch cái này xong nghĩ đến chính mình vừa rồi mắng người lại là thiếu thành chủ hầu hữu dịch trong lòng của hắn không khỏi một mảnh lạnh buốt thiếu thành chủ tha mạng tiểu nhân vừa rồi không biết là thiếu thành chủ, cho nên không lựa lời nói, có nhiều đắc tội. Còn xin thiếu thành chủ tha tiểu nhân một cái mạng cho, thị. Vệ kia vội vàng từ dưới đất bò dậy, đối với hầu hữu dịch dập đầu như dã tỏi. Liên tục cầu xin tha thứ. Sở kiếm thu liếc mắt nhìn hầu hữu dịch. Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Hầu hữu dịch lại còn rơi vào phía sau hắn, hắn so hầu hữu dịch bọn người trễ hơn một bước từ Thanh Thúy Sơn xuất phát, lại là đuổi tại Hầu Hữu Dịch phía trước. Đi tới Trúc Diệp Thành, nhưng hắn ở nửa đường lại là cũng không có gặp phải Hầu Hữu Dịch bọn người, xem ra Hầu Hữu Dịch mấy người cũng không phải là cùng hắn đi là một con đường, Thanh Thúy Sơn cực lớn. Từ Thanh Thúy Sơn trở về Trúc Diệp Thành cũng không chỉ một con đường. Hắn cùng Hầu Hữu Dịch đi không phải cùng một cái con đường. Này ngược lại là rất bình thường, chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là. Hầu Hữu dịch lại là lấy loại phương thức này xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Gia Hỏa này tại mới gặp lại chính mình thời điểm, đã không có trốn ở trong tối tránh không gặp. Cũng không có đi tụ tập cao thủ, đến đúng tự mình tiến hành vây giết. Ngược lại vì chuyện nhỏ như vậy cho mình ra mặt. Này ngược lại là đại xuất sở kiếm thu ngoài ý liệu hầu hữu dịch hướng sở kiếm thu chắp tay thi lễ một cái vô cùng cung kính nói sở công tử tên chó chết này có mắt không chồng lại dám đắc tội sở công tử thật sự là tội đáng chết vạn lần sở công tử muốn làm sao xử trí hắn chỉ cần sở công tử ra một câu âm thanh tại hạ lập tức đem hắn cho chặt cho chó ăn đối với thủ thành thị vệ loại này không đáng kể tiểu nhân vật dù cho giết một ngàn cái một vạn cái đối với hầu hữu dịch tới nói cũng chỉ là chuyện nhỏ hắn bây giờ quan trọng nhất là muốn thế nào lắng lại sở kiếm thu lửa giận hắn cùng lữ kiệt kha lấy đồng mấy người vừa rồi vừa mới trở về tới trúc diệp thành bên ngoài thành đang muốn vào thành thời điểm lại tại lúc này xa xa nhìn thấy cửa thành một cái cửa thành thị vệ đang tại dọa dẫm sở kiếm thu hắn lập tức cũng không khỏi sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người đi qua thanh thúy sơn cái kia chiến dịch hắn đã hoàn toàn hiểu rồi sở kiếm thu đến tột cùng là một cái đáng sợ đến bực nào cường giả bay. Giờ sở kiếm thu tất nhiên an toàn đi tới Trúc Diệp Thành. Cái kia đại biểu cái kia một đám huyết ma tông võ giả đã bị sở kiếm thu đánh bại. Lấy lực lượng một người thế mà chiến thắng nhiều máu như vậy ma tông cường giả hơn nữa. Trong đó còn có một tên là đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông cường giả. Khủng bố như vậy thực lực thật là là không thể tưởng tượng chỉ là nửa bước thông huyền cảnh tu vi, liền nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực hơn nữa. Trên thân còn nắm giữ nửa bước cửu giai pháp bảo tiểu tử này. Cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì đại nhân vật. Vốn là, hắn tại vừa trở lại Trúc Diệp Thành ngoại, xa xa nhìn thấy sở kiếm thu thời điểm. Là dự định tránh không gặp, dù sao, bọn hắn tại Thanh Thúy Sơn. Đối với sở kiếm thu thế nhưng là lòng mang ý đồ xấu cuối cùng còn dự định đối với Sở Kiếm Thu giết người đoạt bảo. Mặc dù cuối cùng bởi vì huyết ma tông võ giả đến, cắt đứt hành động của bọn họ, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa, Sở Kiếm Thu liền sẽ dễ dàng như thế buông tha bọn hắn, một khi Sở Kiếm Thu nhìn thấy bọn hắn, rất có thể liền sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách, mà lấy Sở Kiếm Thu thực lực, mấy người bọn họ cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của Sở Kiếm Thu. Chương 3525 cầu xin tha thứ. Sở Kiếm Thu một khi muốn tìm bọn hắn tính sổ mà nói, lấy thực lực của bọn hắn. Tuyệt đối ngăn cản không nổi, mặc dù tại trúc Diệp Thành xem như bọn hắn đại bản doanh. Nhưng mà hầu hữu dịch nhưng vẫn là không có ý định cùng Sở Kiếm Thu tiếp tục nổi lên va chạm. Ai biết Sở Kiếm Thu sau lưng đến tột cùng là dạng gì lai lịch. Vạn nhất chọc tới cái gì không thể trêu đại nhân vật, bọn hắn toàn bộ trúc Diệp Thành đều phải cùng theo gặp nạn, nhưng ở nhìn thấy thị vệ kia lại dám đối với Sở Kiếm Thu tiến hành dọa dẫm vơ vét tài sản thời. Điểm Hầu Hữu Dịch lại liền không thể không nhắm mắt ra mặt. Thị vệ này xem như bọn hắn phủ thành chủ thị vệ. Một khi thị vệ này cùng Sở Kiếm Thu xung đột làm lớn chuyện, dẫn tới phủ thành chủ hầu ra cao thủ, mà hầu gia người lại không biết Sở Kiếm Thu nội tình, song phương một khi bộc phát cực lớn xung đột kết quả nhưng là khó liệu bọn hắn nguyên bản tại trong thanh thúy sơn liền đem sở kiếm thu đắc tội đến không nhẹ nếu như hôm nay sự tình lại nháo lớn mà nói chúc diệp thành liền có khả năng cùng sở kiếm thu kết xuống không chết không thôi tử thù vì tận lực không để sự tình khiến cho càng thêm không thể vãn hồi hầu hữu dịch chỉ có thể nhắm mắt đứng ra ngăn cản thị vệ kia tiếp tục tìm đường chết thị vệ kia nhìn thấy trước mắt một màn này trong lòng không khỏi kinh hãi muốn chết giờ này khác này hắn tại sao không biết mình lần này là đá chúng trên thiết bản ngay cả thiếu thành chủ đối với tiểu tử này đều như vậy tất cung tất kính có thể tưởng tượng được tiểu tử này thân phận đến tột cùng là tôn quý bực nào chính mình thế mà dọa dẫm đến như thế nhân vật trên đầu đây quả thực là tìm đường chết a à, nghĩ tới đây thị vệ kia chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt cực độ dưới sự sợ hãi khiến cho toàn thân hắn run rẩy giống như một cái cái sang đại nhân tiểu nhân có mắt không chồng mắt chó đuôi mù còn xin đại nhân tha tiểu nhân một cái mạng chó thị vệ kia lại quay tới lại đối sở kiếm thu cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ một bên cầu xin tha thứ, hắn còn một bên không ngừng mà tả hữu khai cung, cuồng quạt cái tát vào mặt mình. Dọa dẫm đến sở công tử trên đầu, còn nghĩ mạng sống, các ngươi chết đi ngươi, hầu. Hữu dịch gặp hình dáng, lại là một cước đem hắn cho đạp lăn trên mặt đất, tức giận nói, sở. Công tử, ngài nói, muốn hắn chết như thế nào? Cái này không cần làm phiền sở công tử động thủ. Tại hạ tuyệt đối sẽ cho sở công tử làm được thỏa thỏa thiếp thiếp, ngài nếu là nghĩ dốc thịt hắn, một vạn đao, tại hạ tuyệt sẽ không để cho hắn tại 9999 đao chết đi, hầu. Hữu dịch lại quay đầu nhìn về phía sở kiếm thu, cung kính nói. Đi, hầu hữu dịch, không dùng tại trước mặt của ta trang mô tác dạng, sở. Kiếm thu nghe vậy, khoát tay áo, lạnh nhạt nói, tại thanh thúy sơn. Ta cũng sớm đã xem thấu ngươi điểm tiểu tâm tư kia, hà tất còn phí cái này kình đâu sở công tử tại thanh thúy sơn đó là tại hạ nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội thế này mới đúng sở công tử lòng sinh làm loạn chi ý mong rằng sở công tử thứ tội hầu hữu dịch đối với sở kiếm thu cung kính thi lễ một cái ngôn từ khẩn thiết nói đều muốn tính mạng của ta vô cùng đơn giản một câu mỡ heo làm tâm trí mê muội liền nghĩ dễ dàng như thế bỏ qua hầu hữu dịch ngươi có phải hay không nghĩ đến có chút quá mức ngây thơ Sở Kiếm Thu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Hầu hữu dịch nghe vậy, sắc mặt không khỏi một hồi âm tình bất định, nếu như Sở Kiếm Thu không. Chịu bỏ qua cho các nàng, cái kia từ đó về sau." Bọn hắn chúc diệp thành nhưng là phiền phức lớn rồi, hắn sợ nhất. Còn không phải Sở Kiếm Thu bản thân chiến lực mà là Sở Kiếm Thu thế lực sau lưng. Một cái tại chỉ là nửa bước thông huyền cảnh, liền nắm giữ đại thông huyền cảnh đỉnh phong sức chiến đấu đáng sợ hơn nữa còn nắm giữ nửa bức cửu giai pháp bảo. Đây tuyệt đối không phải cái gì tiểu tông tiểu phái có thể bồi dưỡng ra được đệ tử. Dạng này thiên tài yêu nghiệt có thể là năm đại tông môn tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí cũng có thể là vượt qua năm đại tông môn phía trên ẩn thế tông môn đi ra đệ tử. Xem như Trúc Diệp Thành thiếu thành chủ, Hầu Hữu Dịch cũng không phải là cô lậu quả văn hạng người. Đối với năm đại tông môn một chút kiệt xuất võ đạo thiên kiêu, hắn vẫn có nghe thấy, nhưng đối với sở kiếm thu nhân vật như vậy, hắn lại là chưa từng có nghe nói qua. Cho nên, khả năng lớn hơn, sở kiếm thu là vượt ra khỏi năm đại tông môn phía trên một chút viễn. Cổ ẩn thế tông môn xuất ra tới võ đạo thiên kiêu, loại này siêu cấp thế lực. Căn bản cũng không phải là Trúc Diệp Thành đủ khả năng trêu chọc nổi. Bọn hắn đã cùng sở kiếm thu kết to lớn như vậy thù hận. Bọn hắn cũng liền chỉ còn lại có hai con đường có thể đi hoặc là hôm nay triệt đề đem sở kiếm thu lưu lại hoặc là liền cùng sở kiếm thu hóa giải trận này ân oán bằng không bọn hắn chúc diệp thành sẽ đối mặt với to lớn vô cùng nguy cơ lấy sở kiếm thu thực lực bằng mấy người bọn họ tự nhiên không có khả năng đem sở kiếm thu lưu lại nhưng mà đây là chúc diệp thành là bọn hắn đại bản doanh một khi bọn hắn phát ra cầu cứu tín hiệu mà nói một đống lớn chúc diệp thành cao thủ đều biết chạy tới tiếp viện sở kiếm thu thực lực tuy mạnh nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng. Cùng toàn bộ trúc diệp thành cường giả chống lại nổi, hắn duy nhất băn khoăn là. Sở kiếm thu đến tột cùng có được cỡ nào cường đại đòn sát thủ. Một khi bọn hắn ra tay đối với sở kiếm thu tiến hành vây giết, vậy bọn hắn trúc diệp thành. Nhưng liền không có đường rút lui có thể đi, nhất định phải đem sở kiếm thu triệt để chu sát. Không thể để cho sở kiếm thu đào tàu nhưng hầu hữu dịch cân nhắc liên tục phía dưới vẫn cảm thấy không cần bốc lên khổng lồ như vậy phong hiểm vạn nhất bọn hắn vây giết thất bại để cho sở kiếm thu trốn thoát đến lúc đó bọn hắn chúc diệp thành sẽ phải chân chính gặp phải tai họa ngập đầu sở công tử ngài cảm thấy muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta chỉ cần chúng ta có thể làm đến sở công tử cứ việc phân phó một tiếng chúng ta tuyệt không chối từ Hầu Hữu Dịch rất là hèn mọn nói, hắn lúc này đã đem thái độ hạ thấp đến cực hạn. Tên kia quỳ dưới đất thị vệ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, xong, lần này thật là triệt để xong, ngay cả thiếu thành chủ. Đối với người này, đều phải như thế hèn mọn cầu xin tha thứ, thiếu niên này lai lịch đến tột cùng lớn đến mức nào? Bất quá, lúc này, tất cả mọi người đều không rảnh quản hắn đem hắn cho đặt xuống ở một bên, nhưng cho dù không có ai quản hắn. Thị vệ này nhưng cũng không dám tự tiện chạy trốn. Hơn nữa, hắn lúc này bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, liền nửa điểm khí lực cũng không có. Dù cho muốn chạy trốn, đó cũng là hữu tâm vô lực. Sở kiếm thu liếc hầu hữu dịch một cái, gia hỏa này có được giãn được. Thật đúng là một cái nhân vật, đáng tiếc là gia hỏa này tâm thật bất chính bằng không mà nói sở kiếm thu đều nghĩ đem hắn lôi kéo tiến huyền kiếm tông sở kiếm thu vốn cho là hầu hữu dịch ỉ vào trúc diệp thành là đại bản doanh của hắn dưới tình huống có dựa vào sẽ triệu tập cao thủ đối với hắn tiến hành vây giết đâu kết quả hầu hữu dịch tại trúc diệp thành cửa ra vào thế mà đều đối với hắn chịu thua cái này đúng thật là có chút ra sở kiếm thu ngoài ý liệu đã như vậy mà nói ta cũng không làm khó các ngươi sở kiếm thu nhìn xem hầu hữu dịch lạnh nhạt nói tại thanh thúy sơn các ngươi muốn đoạt lấy trong tay ta nửa bức cửu giai pháp bảo vậy các ngươi liền góp đủ một kiện nửa bức cửu giai pháp bảo bảo vật cho ta chuyện này liền như vậy xóa bỏ nếu như lúc này vẫn là tại thanh thúy sơn sở kiếm thu cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp liền ra tay đem bọn hắn cho chu sát đi những người này ngược lại cũng không phải người tốt giết cũng liền giết nhưng ở Trúc Diệp Thành, nơi đây nhân viên đông đúc một khi giao thủ với nhau. Khó tránh khỏi sẽ tác động đến vô tội. mươi 3526 vào thành. Sở kiếm thu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi, ngươi cho rằng nơi này còn là tại Thanh Thúy Sơn. Còn dám lớn lối như thế, tin hay không lão tử nhường ngươi không đi ra lọt trúc diệp thành. Nghe được sở kiếm thu lời này, đứng tại hầu hữu dịch bên cạnh một mực im lặng lữ kiệt lúc này cuối cùng nhịn không được hắn nhìn chằm chằm sở kiếm thu một mặt ngoan lệ nói một kiện nửa bức cửu giai pháp bảo bảo vật hắn cũng thực có can đảm nghĩ thật muốn góp đủ một kiện nửa bức cửu giai pháp bảo bảo vật bọn hắn mấy người kia tất cả tài sản đều phải liên lụy đi hơn nữa bọn hắn tại thanh thúy sơn tân tân khổ khổ bận rộn một năm này thời gian toàn bộ đều phải uổng phí tại gặp phải sở kiếm thu phía trước bọn hắn liền đã tại trong thanh thúy sơn bận rộn rất lâu ngậm miệng ngu xuẩn ngươi không muốn sống cũng không nên liên lụy lão tử lữ kiệt lời này vừa vặn ra khỏi miệng hầu hữu dịch liền lập tức sắc mặt tái xanh mắng quay đầu nổi giận mắng ba cùng lúc đó hầu hữu dịch một cái tát hung hăng phiến tại trên mặt lữ kiệt trực tiếp đem lữ kiệt quất đến bay ra mấy trượng xa tại thanh thúy sơn cũng là bởi vì tên ngu xuẩn này hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mới đem bọn hắn lôi xuống thủy. Bây giờ, lại là tên ngu xuẩn này đụng tới chuyện xấu. Hầu hữu dịch nơi nào còn nhịn được hắn, thiếu thành chủ, ngươi. Lữ kiệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hầu hữu dịch thế mà trước mặt nhiều người như vậy, quất hắn cái tát. Trong lúc nhất thời, hắn một tay che lấy sưng khuôn mặt nhìn qua hầu hữu dịch trong ánh mắt. tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lữ Kiệt, hôm nay ngươi nếu là còn dám ra một câu âm thanh mà nói, từ giờ trở đi. Lão tử liền cùng ngươi tuyệt giao, phủ thành chủ cùng ngươi lữ ra. Từ đây cũng thế bất lưỡng lập, hầu hữu dịch nhìn chằm chằm Lữ Kiệt, lạnh giọng nói. Đứng ở một bên kha lấy đồng, vốn còn muốn nói cái gì. Nhưng lúc này gặp đến hầu hữu dịch như này quyết tuyệt bộ dáng lập tức cũng là câm như hến. Không còn dám ra một tiếng. Lữ Kiệt nghe được hầu hữu dịch lời này, mặc dù cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Nhưng cũng không dám tiếp tục nhảy nhót tiếp, Lữ ra tại Trúc Diệp Thành mặc dù thế lớn. Nhưng cùng phủ thành chủ ở giữa so sánh, vẫn có tranh lệch không nhỏ. Một khi thật sự giống hầu hữu dịch nói như vậy, từ đó về sau. Phủ thành chủ cùng Lữ ra thế bất lưỡng lập mà nói. Bọn hắn Lữ ra sẽ đối mặt với vô cùng phiền toái cực lớn, mà khi đó. Lữ gia vì lắng lại phủ thành chủ lửa giận, có khả năng nhất việc làm. Chính là hy sinh hết hắn lữ kiệt. Sở công tử, đây là tại hạ một điểm tâm ý, còn xin vui vẻ nhận, hầu. hữu dịch đang uống dừng lại lữ kiệt sau đó, từ trên người lấy ra một kiện không gian pháp bảo. Giao cho sở kiếm thu, một mặt cười làm lành nói, mấy. Người các ngươi, đều đem trên thân tất cả bảo vật giao ra. Hầu hữu dịch lại quay đầu hướng lữ kiệt. Kha lấy đồng mấy người quát lên, tại Hầu Hữu Dịch lệnh cưỡng chế phía dưới, Lữ Kiệt. Kha lấy đồng bọn người, mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đem trên người bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Dù sao, liền Hầu Hữu Dịch đều giao, bọn hắn nếu là không giao mà nói, chỉ sợ Hầu Hữu Dịch sẽ không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ, vị này thiếu thành chủ. Mặc dù bình thường nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng một khi khởi sướng hung ác tới, cũng tuyệt không phải dễ treo. Sở kiếm thu tiếp nhận những thứ này không gian pháp bảo kiểm lại một cái. Mấy người kia tài sản cộng lại còn có thể giá trị một kiện nửa bước cửu giai pháp bảo. Một kiện nửa bước cửu giai pháp bảo bảo vật mặc dù đối với bây giờ sở kiếm thu tới nói. Liền chín châu mất sợi lông cũng không tính nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt đi. Đã các ngươi cũng đã giao tiền xong cái kia phía trước tại thanh thúy sơn sự tình liền như vậy xóa bỏ thôi. Bất quá, về sau các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bằng không. Nhưng là không phải một kiện chỉ là nửa bước cửu giai pháp bảo, có thể được rồi chuyện. Sở kiếm thu đem những bảo vật này thu lại, quét hầu hữu dịch bọn người một mát. Lạnh nhạt nói, đa tạ sở công tử khoan dung độ lượng. Hầu hữu dịch nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đại hỉ nói, lữ kiệt kha lấy đồng bọn người ở tại một bên thấy trong lòng chỉ cảm thấy thẳng cảm giác khó chịu bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế biệt khuất sự tình bị người dọa dẫm toàn bộ tài sản chẳng những phải ngoan ngoãn lấy tiền đi ra kết quả cuối cùng còn muốn bồi khuôn mặt tươi cười nói đối phương khoan dung độ lượng cái này mẹ nó tất cả là chuyện gì bất quá có hầu hữu dịch đè lên trong lòng bọn họ mặc dù nén giận vô cùng nhưng lại nửa điểm cũng không dám phát tác đến. Nỗi ngươi, ngươi không phải mới vừa nói muốn ta giao 50 vạn bát phẩm linh thạch lệ phí vào. Thành sao, vậy ngươi liền lấy 500 vạn bát phẩm linh thạch đi ra, liền có thể lan. Sở kiếm thu lại nhìn xem cái kia còn quỳ dưới đất thị vệ nói, là. Là, đa tạ đại nhân tha tiểu nhân một cái mạng cho thị. Vệ kia nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ đạo. Hắn vội vàng lấy ra một kiện không gian pháp bảo, giao cho sở kiếm thu. Tiếp đó liền lăn một vòng đi, 500 vạn bát phẩm linh thạch với hắn mà nói. Mặc dù là một khoản tiền lớn, trên cơ bản đem hắn trên thân tất cả tài sản đều móc rỗng. Nhưng đắc tội như vậy đại nhân vật có thể lưu được một cái mạng cũng đã là vạn hạnh. Giờ này khác này, hắn nơi nào còn dám quan tâm chuyện tiền bạc, sở. Công tử phải chăng phải vào thành? Hầu Hữu Dịch nhìn xem Sở Kiếm Thu, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, "Sở, công tử nếu như phải vào thành mà nói, không bằng đến tại Hạ phủ thượng dừng lại mấy ngày." Cũng tốt để tại Hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Sở Kiếm Thu nghe vậy, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, "Không cần. Ta tại trúc Diệp thành sẽ không ở lâu, chỉ là đi ngang qua ở đây mà thôi, hai ngày nữa, ta liền sẽ rời đi." Ta cần phải sớm cảnh cáo ngươi, trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng tới phiền ta còn có. Người mấy cái kia chó săn cũng đừng tới trêu chọc ta, bằng không. Nhưng là chớ có trách ta không khách khí, lại chọc tới trên đầu của ta, bọn hắn nhưng liền không có hôm nay vận khí tốt như vậy. Có thể sống rời đi. Vâng vâng, tất nhiên Sở công tử có phân phó, tại hạ tuyệt đối sẽ không quấy dày công tử. Hầu Hữu Dịch nghe vậy, liên tục gật đầu cúi người nói, "Sở Kiếm Thu không tiếp tục đi để ý tới." Bọn hắn mang theo thôn Thiên Hồ cùng Tiểu Thanh Điểu, hướng về hướng cửa thành đi vào. Mà ở cửa thành đám người phụ cận đều chủ động tránh ra một con đường. Những cái kia thủ thành thị vệ cũng không dám tiến lên, ngay cả trúc Diệp thành thiếu thành chủ. Hầu Hữu Dịch đều trêu chọc không nổi người này. Bọn hắn lại càng không có dạng này lòng can đảm. Nhìn xem sở kiếm thu tiến vào trong thành, từ từ đi xa sau đó. Lữ Kiệt cuối cùng nhịn không được, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc, thiếu. Thành chủ, Trúc Diệp Thành là địa bàn của chúng ta, chúng ta cần gì phải sợ hắn đâu. Dù cho chúng ta đánh không lại hắn. Không phải còn có chúng ta trong gia tộc cao thủ sao, ta cũng không tin. Toàn bộ Trúc Diệp Thành cao thủ cộng lại, đều không làm gì được tiểu súc sinh này, Lữ. Kiệt rất là phẫn hận không thôi nói hôm nay tao ngộ, quả thực là hắn bình sinh từ chỗ không có vô cùng nhục nhã, một hớp này khí. Hắn cảm giác thực sự khó mà nuốt xuống. Ngu xuẩn, một cái có thể dễ dàng lấy ra nửa bước cửu dai pháp bảo. Lại có thể lấy lực lượng một người. Tại một đám huyết ma tông cao thủ vây công thoát thân người. Người cho là hắn trong tay thật không có một chút lợi hại át chủ bài sao. Vạn nhất chúng ta hôm nay không giết chết được hắn sẽ cho Trúc Diệp Thành trêu chọc tới vô tận hậu hoạn, chính ngươi muốn chết. Chỉ có một người chính mình đi chết, không cần kéo lên chúng ta, hầu. Hữu dịch liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. mươi 3527 gặp lại ô đãng Hắn trước kia là thật sự không có phát hiện. Lữ Kiệt lại là như thế một cái không có đầu óc ngu xuẩn, hắn cũng tại suy tính. Về sau có phải hay không muốn rời xa một chút tên ngu ngốc này? Chớ để cho hắn cho liên lụy chết lữ kiệt nghe được hầu hữu dễ như này không khách khí sắc mặt không khỏi một hồi âm tình bất định nhưng mà xét thấy hầu hữu dịch là thiếu thành chủ trúc diệp thành hắn dù cho trong lòng phẫn nộ thế nhưng là y nguyên vẫn là không dám phát tác kha lấy đồng nhìn thấy hầu hữu dịch bộ dáng này muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là không có mở lời một đoàn người câm như hến theo sát tại hầu hữu dịch sau lưng cũng hướng về trúc diệp thành bên trong đi đến tại mọi người mới vừa tiến vào trong thành, đang muốn trở về riêng phần mình gia tộc thời điểm, lúc này. Bỗng nhiên tại phía nam Thanh Thúy Sơn phương hướng, một đoàn thân ảnh màu đỏ ngóm. Hướng về Trúc Diệp Thành phương hướng, cấp tốc vô cùng bay tới. Những thứ này huyết bào thân ảnh, tại đi tới Trúc Diệp Thành sau. Cấp tốc phân tán đến Trúc Diệp Thành bốn phương tám hướng. Từng cái trong tay Pháp quyết kết động trong tay từng đạo huyết sắc quang mang hướng về Trúc Diệp Thành trung tâm bay đi. Những thứ này huyết sắc quang mang tại Trúc Diệp Thành trong thành bầu trời. Hội tụ thành một cái to lớn vô cùng huyết sắc phủ ấn, nhìn thấy một màn này. Trúc Diệp Thành bên trong, lập tức vang lên một trận kinh hô, phồn hoa vô cùng Trúc Diệp Thành. Trong nháy mắt liền tao loạn, những này là người nào? Bọn hắn đây là đang làm gì, huyết ma tông, đây là huyết ma tông yêu nhân, huyết sát đại trận, đây là huyết sát đại trận, bọn hắn đây là dự định huyết tế đi toàn bộ trúc diệp. Thành, cái gì, những này là huyết ma tông yêu nhân, bọn hắn muốn huyết tế đi toàn bộ trúc diệp thành. Xem ra 89 phần 10 là như thế, đoạn thời gian trước. Ta nghe nói xanh tươi sơn nam bên cạnh có mấy tòa thành trí. Bị huyết ma tông yêu nhân cho huyết tế rơi mất, nghĩ không ra. Nhanh như vậy liền đến phiên chúng ta trúc diệp thành, đã như vậy chúng ta còn ở nơi này thất thần làm gì chạy mau a à? chạy nhiều máu như vậy ma tông yêu nhân ở đây chúng ta chạy trốn được sao nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cấp tốc hội tụ cực lớn huyết sắc phủ ấn toàn bộ trúc diệp thành đều lâm vào một hồi hỗn loạn kinh hoàng sợ hãi cùng trong tuyệt vọng từng tiếng tiếng thét chói tai tại trong thành trì các nơi vang lên lần lượt từng thân ảnh từ trong thành bay lên nghĩ muốn trốn khỏi trúc diệp thành chỉ là, lúc này, rất nhiều máu bào thân ảnh canh giữ ở trúc diệp thành bốn phương tám hướng. Những người này căn bản là trốn không thoát trúc diệp thành, những người này vừa mới chạy trốn. Tới thành trì biên giới vị trí, liền bị những thứ này huyết bào thân ảnh đánh chết cắn nuốt hết. Nhìn thấy một màn này, trong thành võ giả lập tức càng thêm tuyệt vọng. Hầu Hữu Dịch, Lữ Kiệt cùng Kha lấy đồng bọn người. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn vô cùng huyết sắc phủ ấn nhìn lại một chút phân tán bố trí tại trúc diệp thành bốn phương tám hướng những cái kia huyết bào thân ảnh sắc mặt lập tức không khỏi khó coi vô cùng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến huyết ma tông yêu nhân thế mà lại giết đến trúc diệp thành bên trong tới như vậy xem ra bọn hắn tại xanh tươi trong núi gặp được cái kia vài tên huyết ma tông yêu nhân cũng không phải là chỉ là trùng hợp mà là huyết ma tông yêu nhân tại xanh tươi trong núi đại lượng tụ tập bọn hắn vừa vặn gặp trong đó gảy ra mà thôi. Thiếu thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Kha lấy đồng sắc mặt trở nên trắng bạch kinh hoàng vô cùng hỏi, huyết ma tông yêu nhân lợi hại. Bọn hắn tại trong thanh thúy sơn, đã coi như là kiến thức qua. Mà lần này, vây công trúc diệp thành huyết ma tông cường giả ít nhất đạt đến hơn trăm người. Hơn nữa, mỗi một tên, cũng là đại thông huyền cảnh hậu kỳ trở lên cường giả tại trên trăm này tên huyết ma tông cường giả bên trong. Chỉ là nửa bước phi thăng cảnh cường giả thì đến được dòng dã 10 người. Đại thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả cũng đạt tới 30 người. Đây là một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ, chúc Diệp Thành thực lực tuy mạnh. Nhưng cùng cái này một cỗ cường đại sức mạnh so sánh. Nhưng vẫn là có tranh lệch không nhỏ, chúc Diệp Thành. Có thể ngăn cản được huyết ma tông tiến công sao, mà bọn hắn lại có thể không thoát khỏi một kiếp này. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng cũng là kinh hoàng không thôi. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch đang tại trong thành trì đi lại sở kiếm thu, nhìn thấy trên bầu trời một màn này. Ánh mắt không khỏi hít lại. Thật đúng là không nghĩ tới, tại trong Thanh Thúy Sơn. Vừa mới giải quyết một đợt huyết ma tông yêu nhân, bây giờ tại trúc diệp thành bên trong lại gặp huyết ma tông yêu nhân đột kích, xem ra hắn cùng huyết ma tông thật đúng là mệnh trung chú định sinh tử đại địch a sở kiếm thu ánh mắt quét mắt một mắt phân bố tại trúc diệt thành bốn phương tám hướng huyết ma tông võ giả cuối cùng ánh mắt tại đảo qua tên kia nhìn là cái này phát huyết ma tông võ giả thủ lĩnh huyết bào nhân trên thân khi nhìn rõ ràng tên này huyết bào nhân diện mục thời điểm sở kiếm thu ánh mắt không khỏi ngưng lại ô đẳng hắn quả thực không nghĩ tới Tại Trúc Diệp Thành bên trong, hắn thế mà lần nữa gặp ô đãng. Hơn nữa, lúc này ô đãng, có vẻ như chính là cái này phát huyết ma tông võ giả thủ lĩnh, ô đãng. Tu Vi, càng là đạt đến nửa bước phi thăng cảnh tình cảnh, thời gian một năm không thấy. Ô đãng có vẻ như tại huyết trong ma tông, lẫn vào rất là không tệ. Ban đầu ở đông cảnh sơn cái kia động phủ trong bí cảnh, ô đãng chịu thôn thiên hồ nhất kích trọng thương mà chạy, sở kiếm thu trước đây vì đối phó hề luân, cũng không có để ý tới hắn. Về sau, vì do xét tinh tường huyết ma tông nội tình, hắn vừa tối bên trong truy tung hề luân. Đi đại lâu sơn, nguyên bản hắn cho là ô đãng tại chịu thôn thiên hổ một kích kia, bị trọng thương sau đó. Mộc ban thưởng, bùi thiên diệt cùng trịnh quang tế bọn người giải quyết lên trọng thương sau đó. Ô đãng tới, hẳn là dư sai. Nhưng không nghĩ tới, chờ hắn quay trở về thanh an thành từ mộc ban thưởng nơi đó lấy được tin tức lại là để cho hắn kém chút kinh điệu cái cằm. Ô đẳng tại đông cảnh sơn trọng thương đào tẩu sau đó, quay trở về thanh an thành. Lại còn náo động lên như vậy một hồi cực lớn phong ba tới. Còn kém chút đem toàn bộ thanh an thành, đều cho huyết tế rơi mất. Nếu như không phải trịnh quang tế lấy tự bạo làm đại giá, lần nữa đả thương nặng ô đẳng mà nói. Trước đây thanh an thành hạ tràng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ô đãng tại bị trịnh quang tế trọng thương sau đó, liền bỏ trốn, trong thời gian một năm này. Sở kiếm thu cũng không có được nghe lại có liên quan ô đãng tin tức. Lại không nghĩ rằng, ô đãng thế mà chạy tới Trúc Diệp Thành tới bên này, hơn nữa. Tu Vi lại còn tăng mạnh, đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh tình cảnh, xem ra. Một lần này Trúc Diệp Thành huyết tế sự tình. Chính là ô đãng đang chủ trì, a à, cái này còn quả nhiên là oan ra hẹp lộ. Lần trước bị ô Đãng chạy trốn, lần này, vô luận như thế nào? Cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát rồi, người này tâm ngoan thủ lạt. Tâm tính ác độc tới cực điểm, để cho hắn tiếp tục sống sót. Còn không biết có bao nhiêu vô tội sinh linh gặp nạn. Lão đại, là ô Đãng cái kia cẩu vật, muốn hay không ta ra tay giết chết hắn, lúc. Này, thôn thiên hổ theo sở kiếm thu ánh mắt trông đi qua, cũng nhận ra ô Đãng ân, lần này, cũng không thể lại để cho hắn chạy mất tận lực cam đoan đem hắn cho xử lý. Sở kiếm thu nhìn phía xa ô đẳng, gật đầu một cái nói. mươi 3528 Lữ Lạnh đang tại sở kiếm thu cùng thôn thiên hổ nghĩ đối với ô đẳng xuất thủ thời điểm, lúc này. Một thanh âm tại Trúc Diệp Thành bên trong vang lên, huyết. Mà tông yêu nhân, các ngươi thực sự là thật to gan. Thế mà dám can đảm đến tập kích Trúc Diệp Thành theo tiếng nói vang lên, một đạo khí tức cường đại thân ảnh. Tại phủ thành chủ phương hướng bay lên, chúc, diệp thành các vị đạo hữu mở ra hộ thành đại trận. Theo bổn thành chủ cùng một chỗ ngăn địch, đạo thân ảnh kia quát lên. Nói xong, hắn mở ra phủ thành chủ đại trận, một đạo to lớn vô cùng cột sáng. Từ trong phủ thành chủ phóng lên trời, mà cùng lúc đó, chúc diệp thành bên trong. Khác gia tộc thế lực cũng nhao nhao mở ra tự thân đại trận, từng đạo cột sáng tại trúc diệp thành các nơi, sông lên màn trời. Những thứ này cột sáng, ở trên bầu trời, dần dần hội tụ thành một cái to lớn vô cùng ấn phù. Cùng huyết ma tông một đám huyết bào võ giả ngưng tụ huyết sắc phù ấn. Bắt đầu xung kích cùng một chỗ. Cái này trúc diệp thành hộ thành đại trận hội tụ mà thành ấn phù uy lực nhìn. Rõ ràng muốn so huyết ma tông một đám huyết bào võ giả ngưng tụ huyết sắc phù ấn cường đại hơn. Nhiều một khi cái này phòng ngự đại trận triệt để kích phát huyết ma tông lần này tuyệt đối sẽ chịu không nổi sở kiếm thu nhìn thấy một màn này ngược lại không gấp lấy ra tay rồi cái này chúc diệp thành phòng ngự đại trận cường đại tuyệt đối không thua gì phi thăng cảnh cường giả uy lực hắn trước đây không lâu mới vừa cùng hầu hữu dịch bọn người phát sinh xung đột ai biết hầu hữu dịch bọn người có hay không đem chuyện này hồi báo cho hầu đạt chờ chúc diệp thành cao tầng một khi Trúc Diệp Thành thành chủ hầu đạt đối với hắn cũng tràn ngập địch ý mà nói. Thừa dịp hắn cùng huyết ma tông võ giả chém giết trong lúc đó. Điều khiển Trúc Diệp Thành hộ thành đại trận cho hắn đi lên một chút. Vậy coi như muốn hỏng việc. Hơn nữa, nhìn trước mắt tới, lấy Trúc Diệp Thành thủ đoạn. Hắn cũng không có xuất thủ tất yếu, nếu là ô đẳng đến lúc đó còn có thể đào tẩu mà nói. Hắn lại đi truy sát ô đẳng không muộn. Chúc Diệp Thành bên trong, vô số võ giả nhìn thấy chúc Diệp Thành hộ thành đại trận kích phát. Cũng đều là nhao nhao trên mặt đã lộ ra vô cùng kích động thần sắc, cái này. Bọn hắn chúc Diệp Thành được cứu rồi. Bọn hắn chúc Diệp Thành không cần bị những thứ này huyết ma tông yêu nhân. Cho huyết tế rơi mất. Đang tại đám người kích động không thôi thời điểm, lúc này, trên thiên mạc. Vô số đạo cột sáng đang tại hội tụ mà thành cực lớn ấn phù, đang tại dần dần thành hình toàn bộ ấn phù tản ra vô cùng kinh khủng cực lớn uy năng. Nhưng ngay tại những này cột sáng hội họp một khắc cuối cùng, trong đó một đạo quang trụ bỗng nhiên phát sinh một hồi kịch liệt vô cùng ba động oanh. Một tiếng nổ rung trời, tại màn trời bên trên chợt nổ tung. Đạo kia kịch liệt chấn động cột sáng, bỗng nhiên tự bạo ra vô cùng kinh khủng nổ tung uy lực. Trực tiếp đem sắp hội tụ cực lớn ấn phù nổ cho chia năm xẻ bảy. Vốn là sắp kích phát thành công chúc diệp thành hộ thành đại trận, tại thời khắc này. Bị trong nháy mắt nổ nát, nhìn thấy một màn này. Phía dưới cái kia vô số vô cùng kích động chúc diệp thành võ giả. Trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, đây là có chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đang tại kích phát hộ thành đại trận. Tại sao đột nhiên ở giữa chính mình tự bạo rơi, giờ khắc này, tất cả mọi người. Cơ hồ đều mộng lữ lãnh, người mẹ nó đang làm gì? phủ thành chủ trên không lơ lửng lấy đạo thân ảnh kia tại nhìn thấy một màn này thời điểm trên mặt đã lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc hắn quay đầu nhìn về trúc diệp thành bên trong một chỗ nhìn sang trên mặt lộ ra tức giận vô cùng thần sắc vừa rồi tự bạo đi trúc diệp thành hộ thành đại trận cột sáng kia chính là tới từ trúc diệp thành lữ gia phụ trách bộ phận kia hộ thành đại trận nếu như tại lúc mới bắt đầu lữ gia không có kích phát bọn hắn một bộ phận kia hộ thành đại trận toàn bộ hộ thành đại trận thiếu một phần trong đó. Chỉ có điều sẽ để cho hộ thành đại trận uy năng hơi yếu mà thôi. Mà không đến mức lập tức nổ nát đi. Nhưng lữ ra, lại tại hộ thành đại trận sắp tụ hợp thành công trong nháy mắt. Tự bạo đi cái kia một đạo quang trụ. Lại là khiến cho toàn bộ Trúc Diệp Thành hộ thành đại trận đều triệt để hủy diệt. Lúc này Trúc Diệp Thành, dưới tình huống đã mất đi hộ thành đại trận, cơ hồ có thể nói hoàn toàn không có chút nào phòng vệ bại lộ ở huyết ma tông công kích, ha. Ha ha, hầu đạt ngươi cho rằng lữ lãnh vậy thì các ngươi chúc diệp thành người sao. Hắn cũng sớm đã âm thầm đi nương nhờ chúng ta huyết ma tông. Hắn tại Trúc Diệp Thành bên trong ngủ đông lâu như vậy, chờ đợi. Chính là hôm nay giờ khắc này, ô đãng nhìn thấy một màn này. Lập tức vô cùng đắc ý mà ngửa mặt lên trời ha ha cười nói. Cái gì, Lữ lãnh, ngươi thế mà đã sớm đầu phục huyết ma tông, chúc. Diệp thành thành chủ hầu đạt nghe nói như thế, trong lòng càng là kinh sợ vô cùng. Sắc mặt hắn xanh xám mà nhìn chằm chằm vào lữ ra phương hướng phẫn nộ quát. Không tệ, lữ mộ đích xác đã sớm âm thầm đầu phục huyết ma tông, một. Cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, từ lữ ra trong phủ đệ, bay lên, đối với chuyện này. Hắn cũng không có phủ nhận, hầu đạt đầu hàng thôi đi nương nhờ chúng ta huyết ma tông, lấy thực lực của ngươi, tại huyết ma tông bên trong. Nên có một chỗ cắm rùi, cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, nhìn xem hầu đạt. Sắc mặt lãnh đạm nói, mơ tưởng. Để cho hầu mỗ đầu hàng các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, đơn giản nằm mơ giữa ban ngày. Hầu đạt hai mắt đỏ bừng, hắn nhìn chằm chằm cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên phẫn. Nộ quát, lữ lãnh cầu tặc, chúc diệp thành nơi nào có lỗi với ngươi người thế mà phản bội trúc diệp thành phản bội đạo minh a à, nơi nào có lỗi với ta cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử nghe nói như thế cười lạnh một tiếng nói trúc diệp thành cùng đạo minh có thể cho ta phía trên phi thăng cảnh tu luyện công pháp sao đạo minh có thể giúp ta đột phá phi thăng cảnh sao lão tử tại nửa bước phi thăng cảnh kẹt dòng giã hai vạn năm lại không đột phá lão tử cũng sống không được bao lâu hầu đạt ngươi thọ nguyên cũng không nhiều a à, đi nương nhờ huyết ma tông huyết ma tông cho ngươi phía trên phi thăng cảnh công pháp cho ngươi đột phá đến phía trên phi thăng cảnh hy vọng cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhìn xem hầu đạt không ngừng mà dụ dỗ nói nghe được khuôn mặt lạnh lùng nam tử lời này hầu đạt lập tức không khỏi lâm vào một trận trầm mặc chính như lữ lãnh nói như vậy tuổi thọ của hắn đích xác cũng đã không nhiều lắm nửa bước phi thăng cảnh võ giả thọ nguyên nhiều nhất. Cũng chỉ có thể sống 10 vạn năm mà thôi, mà hắn bây giờ, đã sống dòng dã hơn 9 vạn năm. Khoảng cách thọ nguyên đại nạn, đã không đủ một vạn năm. Đột phá phi thăng cảnh dụ hoặc cùng với thọ nguyên tăng trưởng, tiếp tục sống tiếp dụ hoặc. Khiến cho hắn lúc này, trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. Trúc Diệp Thành bên trong, hầu hữu dịch, kha lấy đồng cùng lữ kiệt bọn người nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia, toàn bộ cũng không khỏi choáng váng, lữ. Kiệt, người mẹ nó, các ngươi toàn ra, thì ra đã sớm đầu phục huyết ma tông. Còn tại trước mặt lão tử giả vờ giả vịt đâu? Hầu hữu dịch quay đầu nhìn lữ kiệt tàn bạo nói đạo, trên bầu trời. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam từ lữ lãnh, chính là lữ gia gia chủ, cũng là lữ kiệt phụ thân. Hầu hữu dịch bọn người, tại trong thanh thúy sơn kém chút bỏ mạng tại huyết ma tông võ giả trong tay đối với huyết ma tông. Nhưng không có nửa điểm hào cảm Mà bây giờ, bởi vì lữ lãnh phản bội, khiến cho Trúc Diệp Thành hộ thành đại trận đang kích thích quá trình bên trong. Sắp thành lại bại, nhường Trúc Diệp Thành. Xa vào đến trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, lúc này hầu hữu dịch đối với lữ kiệt toàn ra. Trong lòng quả thực là thống hận tới cực điểm. mươi 3529 huyết tế bắt đầu. Không không ta cũng không biết chuyện này nhìn xem hầu hữu dịch cái kia cắn người khác ánh mắt lữ kiệt sắc mặt không khỏi một hồi tái nhợt đối với trước mắt một màn này hắn cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lữ lãnh âm thầm đầu phục huyết ma tông chuyện này hắn tuyệt không biết sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này lữ kiệt lúc này trong lòng sợ hãi vô cùng hầu hữu dịch không tiếp tục để ý đến hắn hắn nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia sắc mặt một hồi âm tình bất định chuyện hướng đi đến tột cùng như thế nào cái này cần chờ hắn phụ thân hầu đạt lựa chọn nếu như phụ thân hắn hầu đạt cũng lựa chọn đầu hàng huyết ma tông mà nói vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo đầu hàng bất quá nói thật hầu hữu dịch đối với đầu hàng huyết ma tông trong lòng là một trăm cái không muốn huyết ma tông mặc dù hung ác cường đại thế nhưng là chỉ có thể là trốn ở trong tối hoạt động chuột đồng dạng. Căn bản không dám giữa ban ngày hành động. Tại đạo minh các đại thế lực đuổi bắt phía dưới, huyết ma tông võ giả. Chỉ có thể tại Trung Châu đại địa bên trên, khắp nơi trốn đông trốn tây. Không dám thấy hết, huyết ma tông thực lực có mạnh hơn nữa lớn. Cũng là xa xa không cách nào cùng đạo minh loại quái vật khổng lồ này so sánh. Mà hầu hữu dịch xem như Trúc Diệp Thành gần nhất đã qua vạn năm võ đạo thiên phú kiệt xuất nhất võ đạo thiên kiêu, tu luyện không đến ngàn năm. Liền đã đạt đến đại thông huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần hắn có thể đi tới tham gia gần nhất một lần này Trung Châu võ đạo đại hội. Hắn liền có rất lớn tỷ lệ, có thể tiến vào năm đại tông môn. Thậm chí trực tiếp tiến vào đạo minh tổng bộ, đều chưa hẳn không có khả năng. Đối với hắn loại này tiền đồ vô hạn võ đạo thiên kiêu tới nói há lại sẽ cam tâm tình nguyện đi nương nhờ huyết ma tông. Nhưng thế nhưng, bây giờ loại tình thế này phía dưới, Trúc Diệp Thành hộ thành đại trận bị phá. Nếu như bọn hắn không đầu hàng mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết, nghĩ tới đây. Hầu hữu dịch trong lòng đối với Lữ Kiệt, Lữ Lãnh một nhà, cũng không khỏi càng thêm thống hận. Nếu như không phải Lữ Lãnh lâm trận phản loạn, bọn hắn Trúc Diệp Thành. Làm sao đến mức rơi xuống tình trạng như thế, lúc này? hầu hữu dịch đơn giản hận không thể một cái tát đem lữ kiệt đập chết nhưng ở phụ thân hắn hầu đạt không có làm ra quyết định phía trước hắn nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao bây giờ lữ lãnh nhưng là bọn họ có thể hay không sống sót mấu chốt nếu là bây giờ liền đập chết con của hắn chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn nghĩ đầu hàng đều đầu hàng không được sở kiếm thu nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh một màn vốn là đang muốn xuất thủ hắn lúc này lại dừng tay lại hắn muốn nhìn hầu đạt đến tột cùng sẽ làm ra bực nào lựa chọn nếu như hầu đạt lựa chọn đi nương nhờ huyết ma tông mà nói như vậy kế tiếp hắn liền muốn liền hầu đạt cũng cùng một chỗ chu sát nhưng nếu như hầu đạt lựa chọn phản kháng huyết ma tông mà nói hắn cũng không muốn giết lầm người tốt trên bầu trời hầu đạt trầm mặc một hồi cuối cùng nhìn xem lữ lãnh mở miệng hỏi nếu như ta đầu hàng mà nói các ngươi đối với chúc diệp thành huyết tế phải chăng còn sẽ tiếp tục đây là đương nhiên vô luận ngươi có đầu hàng hay không chúc diệp thành huyết tế đều phải tiếp tục tiến hành đây chính là huyết ma tông thiếu chủ ra lệnh cũng không phải ngươi một cái chỉ là nửa bước phi thăng cảnh võ giả đủ khả năng thay đổi được lữ lãnh đạo nhưng nói đạo bất quá ta có thể hướng ô trưởng lão thay cầu tình để cho bọn hắn huyết tế thời điểm bỏ qua cho các ngươi phủ thành chủ một nhà. Hầu Đạt nghe nói như thế, lập tức thản nhiên cười nói, a à, lão phu mặc dù tự nghĩ không phải người tốt lành gì. Nhưng dù sao càng là trúc diệp thành thành chủ vài vạn năm. Để cho lão phu trơ mắt nhìn xem các ngươi huyết tế toàn bộ trúc diệp thành vô số dân chúng. Lão phu làm không được. Lữ lãnh nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần đáng tiếc thần sắc, hắn thở dài nói, hầu huynh. Ngươi cần gì phải như thế ngoan cố không thay đổi đâu, một chút chỉ là sâu kiến mà thôi. Chết cũng đã chết, lại như thế nào đáng giá ngươi vì bọn họ bồi lên tính mệnh. Hầu Đạt nghe nói như thế, sắc mặt lập tức chợt lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm lữ lãnh lệ tiếng uống nói, cầu tặc. Hôm nay Trúc Diệp Thành sở dĩ lâm vào tình cảnh như thế. Tất cả đều là ngươi cầu tặc kia một tay đưa đến. Hôm nay, lão phu muốn chu sát ngươi cầu tặc kia cho Trúc Diệp Thành vô số dân chúng sinh dân lấy một cái công đạo, nói. Xong, hầu đạt thân hình lóe lên, hướng về lữ lãnh nhào thẳng tới, bàn tay xòe ra. Một thanh nửa bước cửu giai trường kiếm pháp bảo xuất hiện trong tay. Một kiếm hướng lữ lãnh bổ tới. Hầu đạt, lữ mỗ hảo ý khuyên ngươi, cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi lại không thức thời như thế. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy thì cho Trúc Diệp Thành cùng một chỗ chôn cùng thôi. Lữ lãnh thấy thế, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Vung đao nghênh chiến hầu đạt nhìn thấy trên bầu trời đại chiến đã bộc phát trên mặt đất. Hầu hữu dịch cũng lại không trần chờ, hắn quay người, một quyền hướng về Lữ Kiệt đánh tới. Tên chó chết này, hắn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt đã lâu, dù cho hôm nay chú định hẳn phải. Chết, hắn cũng muốn trước tiên đem tên chó chết này giết đi, ra một ngụm ác khí trong lòng lữ kiệt lúc này còn không bị ràng buộc trong lúc khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần chợt lọt vào hầu hữu dịch công kích hắn liền phản ứng cũng không kịp liền bị hầu hữu dịch một quyền oanh chúng khi cái kia vô cùng cường đại một quyền tới người lữ kiệt lúc này mới phản ứng lại chỉ là thực lực của hắn tu vi nguyên bản là kém xa hầu hữu dịch lúc này bị hầu hữu dịch chợt ra tay tập kích phía dưới hắn nơi nào ngăn cản được không lữ Kiệt trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng cùng thần sắc tuyệt vọng. Hắn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình vì cái gì không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền muốn đối với hắn thống hạ sát thủ. Hắn cùng hầu hữu dịch tốt xấu tương giao mấy trăm năm. Hầu hữu dịch thậm chí ngay cả nửa điểm tình cảm đều không để ý niệm. Hạ thủ thế mà quyết tuyệt như vậy tàn nhẫn tại lữ kiệt cái kia vô tận không cam lòng cùng không hiểu bên trong, hắn cuối cùng, vẫn là bị hầu hữu dịch một quyền cho anh sát. Đang tại trên bầu trời cùng hầu đạt chiến đấu lữ lãnh. Nghe được phía dưới truyền đến động tĩnh, lập tức hướng về phía dưới liếc mắt nhìn. Vừa vặn liền gặp được con của hắn lữ kiệt bị hầu hữu dịch một quyền đánh chết tràng diện. Nhìn thấy một màn này, lữ lãnh kiểm sắc không khỏi phát lạnh, hầu. Đạt các ngươi hầu ra hôm nay, tất cả đều phải chết, lữ lãnh một thời gian lạnh mà nhìn chằm chằm vào hầu đạt ngoan lệ vô cùng nói. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều lắm, mà Lữ Kiệt lại là đời sau của hắn bên trong. Kiệt xuất nhất một cái, nếu như hắn không cách nào đột phá phi thăng cảnh mà nói. Muốn lại bồi dưỡng được một cái giống Lữ Kiệt như thế kiệt xuất dòng dõi. Cũng không hẳn dễ dàng. Cho nên, Lữ Kiệt bị giết, cái này khiến Lữ Lãnh trong lòng thật sự nổi giận. Ha ha ha, Lữ Lãnh, Ô nào đó cũng đã sớm nói, đem toàn bộ trúc diệt thành. Toàn bộ đều huyết tế, thẳng thắng dứt khoát, nhiều tiện lợi. Người vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn khuyên hàng, đây không phải ở không đi gây sự sao? Ô đãng nhìn thấy một màn này, lập tức ha ha cười nói, con của hắn ô áo. Ban đầu ở hắn phản bội Thanh An thành, cũng bị Thanh An thành một đám võ giả giết đi. Bây giờ nhìn thấy Lữ Lãnh cũng tao ngộ kết quả giống nhau trong lòng của hắn tự nhiên cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ô đãng nói, thân hình lóe lên, bay đến Trúc Diệp Thành bên trên khoảng không ngưng tụ cái kia. Cực lớn huyết sắc phù ấn phía trên, trong tay pháp quyết kết động. Thao túng cái này huyết sắc phù ấn. Ở dưới sự khống chế của hắn, tại trong này huyết sắc ấn phù. Lập tức buông xuống vô số đầu thô to vô cùng huyết tác. Hướng về Trúc Diệp Thành bên trong đưa tới, giờ khác này, ô đãng đối với Trúc Diệp Thành bắt đầu chính thức huyết tế. Chương 3530 thôn thiên hổ ra tay. Những thứ này từ trong cái kia huyết sắc phủ ấn, chỗ rũ xuống vô số thô to huyết tác. Ẩn chứa nồng đậm vô cùng huyết sát chi lực, một khi bị những thứ này huyết tác buông xuống đến. Trúc Diệp Thành Trung, Trúc Diệp Thành Trung vô số sinh linh. Đều sẽ bị những thứ này huyết tác nuốt chửng lấy. Ô đãng nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc nhiệm vụ của lần này một khi hoàn thành, hắn tại huyết ma tông địa vị, mới xem như chân chính vững chắc. Phía trước mặc dù hắn cũng từng huyết tế qua vài tòa thành trí. Thế nhưng cũng là một chút phương viên mấy trăm vạn dặm thành nhỏ. Không so được giống trúc diệp thành loại này. Phương viên đạt đến 5.000 vạn bên trong cực lớn hùng thành. Tòa này to lớn vô cùng hùng thành bên trong, vô luận là nhân tộc số lượng vẫn là võ giả đẳng cấp đều xa không phải phía trước hắn huyết tế cái kia vài tòa thành chỉ có. Thể so sánh, một khi hắn lần này huyết tế thành công, đạt được huyết sát chi lực. Đều đủ để trèo chống mấy tên huyết ma tông võ giả, đột phá đến phi thăng cảnh. Hầu hữu dịch, kha lấy đồng bọn người. Tại nhìn thấy trên bầu trời một màn kia giống như tận thế một dạng cảnh tượng khủng bố thời. Điểm, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng vô cùng thần sắc. Chẳng lẽ, hôm nay thật muốn chết nơi này, cùng vô số trúc diệp thành võ giả. Hóa thành một đoàn huyết thủy, bị những thứ này huyết tác hấp thu, lúc này. Nhìn lên bầu trời bên trong rủ xuống những cái kia tản ra vô tận mùi huyết tinh thô to huyết. Tác trúc diệp thành trung, vang lên vô số thất kinh tiếng thét chói tai. Lúc này trúc diệp thành lâm vào triệt để hỗn loạn bên trong, khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bao phủ toàn bộ trúc diệp thành thượng khoảng không, ô đãng nhìn thấy một màn này lập tức trong miệng không ngừng phát ra vô cùng đắc ý cười ha ha. Càng là nhìn thấy những con kiến hôi này tuyệt vọng dẫy rụa, Trong lòng của hắn thì càng thống khoái. Chỉ là, đang tại hắn cười rất hoan thời điểm, lúc này, đột nhiên. Tại Trúc Diệp Thành Hạ Phương, một cái to lớn vô cùng ngập trời cự trảo. Bỗng nhiên từ Trúc Diệp Thành Hạ Phương hướng về trên bầu trời lơ lửng huyết sắc phủ ấn. Một móng vuốt bắn cho đi qua cái móng vuốt này cực lớn tới cực điểm quả thực là che khuất bầu trời toàn bộ cực lớn móng vuốt tản ra vô cùng kinh khủng khí tức cường đại ô đẳng nhìn thấy một màn này sắc mặt chợt kịch biến không tốt ô đẳng trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn từ cái móng vuốt này bên trong hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng tử vong uy hát yota lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào cùng cái móng vuốt này chống lại trong lòng hãi nhiên vô cùng phía dưới ô đãng không chút do dự liền muốn đào tàu chỉ là cái móng vuốt này thế tới thực sự quá nhanh còn không có đợi hắn làm ra động tác cái kia to lớn vô cùng móng vuốt đã hung hăng đánh vào cái kia to lớn vô cùng huyết sắc phù ấn bên trên ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ở trên bầu trời nổ tung lên tại cái này chỉ to lớn vô cùng móng vuốt nhất kích phía dưới cái kia trên trăm tên huyết ma tông võ giả ngưng tụ mà thành huyết sắc phù ấn. Cư nhiên bị cái móng vuốt này trực tiếp một móng vuốt bắn cho phá. Những cái kia đang tại ngưng kết huyết sắc phù ấn huyết ma tông võ giả chợt chịu đến phản phệ. Từng cái toàn bộ miệng đều phun máu tươi, ngoại trừ cái kia 10 tên nửa bước phi thăng cảnh cường giả, còn lại 90 tên huyết ma tông võ giả toàn bộ đều bản thân bị trọng thương. Cái kia 90 tên huyết bào võ giả bên trong 30 tên đại thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi huyết bào võ giả. Tình huống còn tốt một chút, đến nỗi cái kia 60 tên đại thông huyền cảnh hậu kỳ huyết bào võ giả, chỉ ít có một nửa bị khủng bố vô cùng phản phệ chi lực. Trực tiếp cho tại chỗ đánh chết. Nhìn thấy một màn này đột nhiên phát sinh biến cố, tất cả mọi người cũng không khỏi bị chấn kinh đến một hồi trợn mắt hốc mồm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại chi? Trung chúc Diệp Thành này, lúc nào cất giấu thực lực mãnh liệt như vậy cường giả tuyệt đỉnh. Từ một kích này sự đáng sợ đến xem uy lực một kích này. Tuyệt đối đã đạt đến phi thăng cảnh cường giả trình độ, chúc Diệp Thành chi trung. Thế mà cất giấu phi thăng cảnh cường giả. Giờ khắc này, liền đang cùng Lữ Lãnh chém giết chúc Diệp Thành thành chủ hầu đạt. Cũng không khỏi trong lúc nhất thời mộng xem như chúc Diệp Thành thành chủ. Hắn như thế nào không biết, chúc Diệp Thành trung lại còn có dấu đáng sợ như vậy đại năng hầu hữu dịch khi nhìn thấy một cái kia cực lớn móng vuốt trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vừa kinh hãi nhưng lại có mấy phần may mắn thần sắc hắn đã nhìn ra cái móng vuốt này là xuất từ sở kiếm thu bên cạnh cái kia nhìn ngốc manh vô cùng đại bạch hổ trên thân chỉ là hầu hữu dịch vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cái kia nhìn xuẩn manh xuẩn manh đại bạch hổ thực lực thế mà kinh khủng tới mức như thế, chỉ một cú đánh phía dưới. Thế mà liền đem trên trăm tên huyết ma tông cường giả ngưng kết mà thành huyết sát đại trận. Bắn cho phá, hầu hữu dịch kiến đến một màn này, trong lòng vui mừng đồng thời. Lại không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, còn tốt còn tốt, cũng may phía trước hắn không có nghe. Theo lữ kiệt cái kia ngu xuẩn giật dây, ỉ vào đây là Trúc Diệp Thành, là địa bàn của bọn hắn. Liền đối với sở kiếm thu ra tay bằng không, dù cho toàn bộ Trúc Diệp Thành tất cả cao thủ toàn bộ điều động. Đều không phải là cái kia ngốc manh đại bạch hổ đối thủ, một khi bọn hắn đối với sở kiếm thu. Động thủ, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Trúc Diệp Thành, đều bỏ vào. Tại hầu hữu dịch bên người, Kha lấy đồng mấy người nhìn xem một màn này. Sắc mặt cũng đều không khỏi hoàn toàn trắng bạch, nhất là Kha lấy đồng. Nàng lúc này toàn thân run rẩy kém chút dọa đến ngay cả đứng cũng đứng bất ổn trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lúc trước, nàng thế nhưng là cùng Lữ Kiệt một dạng, ỉ vào đây là Trúc Diệp Thành. Là bọn hắn đại bản doanh, trong lòng sức mạnh cực sung túc. Nàng cũng là chủ trương đối với sở kiếm thu người động thủ một trong. May mắn trước đây bọn hắn bị hầu hữu dịch ngăn trở, bằng không. Chỉ sợ bọn họ bây giờ ngay cả thi cốt đều lạnh, trên bầu trời. Cái kia to lớn vô cùng móng vuốt, sau khi một móng vuốt oanh phá cái kia huyết sắc phủ ấn, tiếp tục đánh vào lơ lửng tại huyết sắc phù ấn phía trên ô đãng trên thân, ô đãng chịu một chảo. Này, thân hình giống như ra khỏi nòng như đạn pháo, trực tiếp bị đập đến hướng phía sau bắn ra. Phóc ô đãng một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún mà ra, giờ khắc này. Trong lòng của hắn kinh hãi tới cực điểm, đây là, sở kiếm thu bên người cái kia đại bạch miêu. Lúc này, ô đãng cũng đã nhận ra mới vừa xuất thủ người là ai chính là ban đầu ở đông cảnh sơn động phủ bên trong bí cảnh. Nhất kích trọng thương hắn sở kiếm thu bên người cái kia đại bạch miêu, chỉ là. Bây giờ cái này con mèo trắng lớn thực lực rõ ràng càng kinh khủng hơn. Ban đầu ở đông cảnh sơn động phủ bí cảnh. Cái này con mèo trắng lớn vẫn chỉ là đại thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là bây giờ. Cái này con mèo trắng lớn cũng đã đột phá đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong cái này con mèo trắng lớn, tại đại thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi thời điểm. Liền có thể đem nửa bước phi thăng cảnh hề luân, đều đánh chạy chối chết. Bây giờ nó đã là đại thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Kia tuyệt đối đã nắm giữ không thua gì phi thăng cảnh chiến lực cường hãn. Bọn hắn nhiều người như vậy, dù cho cộng lại, cũng sẽ không là cái này con mèo trắng lớn đối thủ. Từ vừa rồi cái này con mèo trắng lớn, nhất kích phía dưới liền đánh phá bọn hắn hơn trăm người liên thủ bố trí huyết sát đại trận. Cũng có thể thấy được cái này con mèo trắng lớn thực lực hôm nay. Đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? Trường 3531 tại hổ ra dưới mí mắt còn muốn chạy trốn chạy. Vừa rồi nếu không phải là cái kia huyết sắc phủ ấn. Chặn cái kia đại bạch miêu một kích kia phần lớn sức mạnh, hắn chịu cái kia một móng vuốt tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh nổ, ô đãng lúc này, đơn giản bị dọa đến hồn phi phách tán. Sở kiếm thu làm sao sẽ xuất hiện tại Trúc Diệp Thành bên trong, hắn không phải tại Thanh An. Thành sao, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, ô đãng lúc này trong lòng trăm mối vẫn không có cách. Giải, nếu như sớm biết sở kiếm thu thế mà cũng tại Trúc Diệp Thành bên trong, hắn lần này. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện như thế mà phát động đối với Trúc Diệp Thành huyết tế hành động bất. Quá, bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tất nhiên Sở Kiếm Thu bây giờ tại trúc diệp thành bên trong, vậy lần này huyết tế hành động đã tuyệt đối không cách nào thực hiện, lúc này bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Ô đãng không chút do dự, lập tức kích phát huyết độn bí thuật. Trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, hướng về chân trời bỏ chạy, vì chạy trốn. Hắn cả kia trên trăm tên huyết ma tông võ giả đều không để ý tới, hảo một cái cầu tặc chạy đi đâu? Thôn thiên hổ nhìn thấy một màn này, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên. Đuổi tới, tại hổ ra dưới mí mắt, còn muốn chạy trốn chạy, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Thôn thiên hổ thi triển không thiểm bí thuật, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hướng về ô đẵng sau lưng đuổi tới, sở kiếm thu phía trước đã nói qua, một khi ra tay. Liền muốn tận lực cam đoan đem ô đẵng cầu tặc kia cho xử lý cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát rồi. Lão đại có lệnh, nó đương nhiên sẽ không để cho lão đại thất vọng. Tại thôn thiên hồ truy kích ô đãng thời điểm, một bên khác, sở kiếm thu thân hình lóe lên. Hướng về những thứ khác huyết ma tông võ giả đánh tới, cùng tiểu thanh điều cùng một chỗ. Bắt đầu đối với những cái kia còn lại huyết ma tông võ giả tiến hành truy sát. Sở kiếm thu chủ yếu phụ trách đối phó những cái kia đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả, mà tiểu thanh điều. Nhưng là phụ trách đối phó những cái kia nửa bước phi thăng cảnh huyết ma tông võ giả. Tiểu thanh điều tại đột phá đại thông huyền cảnh hậu kỳ sau, thực lực cường hãn. Đã có thể so với đứng đầu nửa bước phi thăng cảnh cường giả. Mặc dù không có thôn thiên hổ thực lực cường đại. Nhưng đối phó với những thứ này huyết ma tông nửa bước phi thăng cảnh võ giả đã là dư sai. Ngang, sở kiếm thu thi triển chiến long quyền thức thứ 13 một quyền hướng một cái đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả đánh tới bàng bạc vô cùng quyền ý ngừng kết thành một đầu lân giáp rõ ràng long hình hư ảnh tại trúc diệp thành bên trên khoảng không xoay quanh gầm thét ầm ầm vô cùng kinh khủng một quyền đánh vào tên kia đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả trên thân trực tiếp đem tên kia đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả đánh cho chia năm xẻ bảy kỳ thực chiến long quyền thức thứ 13 uy lực mặc dù cường hãn. Nhưng lại còn không đến mức làm đến dễ dàng như vậy nghiền ép một cái đại thông huyền cảnh đỉnh. Phong huyết ma tông võ giả. Tên này đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả. Sở dĩ dễ dàng như vậy bị sở kiếm thu đánh giết nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn là bởi vì lúc trước hắn tại thôn thiên hồ một kích kiêu anh phá huyết sắc phù ấn thời điểm. Chịu đến nghiêm trọng phản phệ, bản thân liền thụ thương không nhẹ hơn nữa, bởi vì biến cố trước mắt phát sinh quá mức đột nhiên. Bọn hắn lúc này đều vẫn chưa kịp phản ứng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại thêm Sở Kiếm Thu chỉ là khu khu nửa bước thông huyền cảnh tu vi, hắn đối với Sở Kiếm Thu căn bản là không có chút nào tâm phòng bị. Dù sao, cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cái chỉ là nửa bước thông huyền cảnh võ giả. Thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực có thể một quyền đem một cái đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả cho đánh chết. Một bên khác tiểu thanh điểu một ngụm bản mệnh loan hỏa phun ra. Cũng đem một cái vẫn đang sững sờ thần bên trong nửa bước phi thăng cảnh huyết ma tông võ giả. Đốt trở thành cho tàn. Nhìn thấy một cái đại thông huyền cảnh đỉnh phong cùng một cái nửa bước phi thăng cảnh huyết. Bào võ giả lần lượt mất mạng những cái kia huyết ma tông võ giả. Cuối cùng từ mộng bước bên trong lấy lại tinh thần, ầm vang một tiếng tất cả huyết ma tông võ giả, tại thời khắc này, toàn bộ đều chạy tứ tán. Không có một cái nào có can đảm lưu lại, cùng sở kiếm thu cùng với tiểu thanh điều chém giết. Không có thấy liền bọn hắn lần này nhiệm vụ người dẫn đầu ô đãng đều chạy. Bọn hắn còn để lại tới tiếp tục chịu chết sao? Hơn nữa, cái kia thanh sam tiểu tử cùng cái kia tiểu thanh điều, thực lực thực sự quá mạnh. Trong bọn họ, không có bất kỳ cái gì một người có nắm chắc đánh thắng được cái này một người một chim. Nếu là bọn họ nhiều người như vậy, liên thủ lại mà nói. Đối phó cái này Thanh Sam tiểu tử cùng cái kia tiểu Thanh Điểu. Có lẽ còn có mấy phần thủ thắng chắc chắn, nhưng mấu chốt là tiểu tử này bên cạnh nhưng cũng không phải chỉ có cái kia tiểu Thanh Điểu. Còn có cái kia thực lực vô cùng kinh khủng đại Bạch Hổ. Một khi cái kia đại Bạch Hổ sát tướng trở về, tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng sẽ không là cái kia hung hãn vô cùng đại bạch hổ đối thủ, thừa dịp cái kia đại bạch hổ đuổi. Theo giết ô đẳng, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Thôn thiên hổ thi triển không thiểm bí thuật. Tại ô đẳng sau lưng theo đuổi không bỏ, ô đẳng huyết độn bí thuật. Tốc độ mặc dù nhanh chóng vô cùng, nhưng mà thôn thiên hổ không thiểm bí thuật. Cũng không phải dựng, chỉ là ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp thôn thiên hổ liền đã không sai biệt lắm muốn đuổi kịp ô đẳng, nhưng ngay tại thôn thiên hổ đang. Muốn đối với ô đẳng ra tay nhất kích triệt để đem ô đẳng đánh chết thời điểm. Lúc này, tại xa xôi chân trời, đột nhiên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang. Phá vỡ phía chân trời, một kiếm hướng về ô đẳng trên thân bổ tới, đạo này kiếm quang. Lăng lệ tới cực điểm, hơn nữa, tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Đang tại chạy thục mạng ô đẳng, cũng không có ngờ tới tại phía trước lại đột nhiên đập tới đến như vậy một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang lập tức bị một kiếm bổ vừa vặn chịu cái này lăng lệ vô cùng nhất kiếm ô đãng toàn bộ thân thể trực tiếp bị một kiếm cho đánh thành hai nửa thôn thiên hổ nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức không khỏi có mấy phần nổi nóng nó đều sắp đuổi kịp ô đãng cầu tặc kia đối phương thế mà tại thời khắc cuối cùng cho nó cướp mất thôn thiên hổ chừng một đôi mắt hổ, hướng về chân trời xa xa nhìn lại, chỉ thấy lúc này. Hơn 10 đạo bóng người, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hướng về bên này cấp tốc bay tới. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, lại có không thiếu thân ảnh quen thuộc trong đó. Có huyền vụ phủ ly thành, gai chấn bình thản trịnh bạch diệc Còn có vài tên là thiên phượng cung đệ tử. Mà cái này một nhóm người, người cầm đầu, lại là một cái bạch y tóc dài khí chất đẹp lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử vừa rồi một kiếm đánh giết ô đãng chính là tên này bạch y tóc dài khí chất đẹp lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử bọn này cẩu vật lại nghĩ đến huyết tế trúc diệp thành may mà chúng ta chạy tới sớm một bước bằng không cái này trúc diệp thành chỉ sợ cũng đắc bộ cái kia vài tòa thành chỉ theo gót bạch y tóc dài tuyệt mỹ nữ tử liếc mắt nhìn bị nàng một kiếm chém thành hai khúc ô đãng thi Thể, sắc mặt lạnh lùng nói thôn thiên hổ nghe nói như thế trong lòng lập tức liền có mấy phần không vui này nương môn thật đúng là sẽ cho chính nàng trên mặt thiếp vàng chúc diệp thành có thể tránh khỏi một kiếp đây cũng không phải là các nàng tới sớm nguyên nhân mà là nó cùng lão đại ra tay cắt đứt huyết ma tông huyết tế quá trình bằng không bây giờ chúc diệp thành chỉ sợ đã xảy ra cái kia cực kỳ bi thảm sự tình mươi 3532 gặp lại hứa hoành hồ. Đang tại thôn thiên hổ muốn lên tiếng phản bác cái này bạch y cô gái tóc dài thời điểm. Lúc này, bên tai của nó, vang lên sở kiếm thu thần niệm truyền âm âm thanh, thôn thiên hổ. Nhanh chóng trở về, thôn thiên hổ nghe được một tiếng này kêu gọi. Trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Lão đại như vậy vội vã gọi nó trở về, đây là làm gì? Nó còn đang muốn hướng này nương môn đòi hỏi một cái công đạo đâu này nương môn làm việc không chân chính thế mà trên nửa đường đoạn nó hồ cái này thật sự là quá mức nó hổ ra hồ là như thế dễ đoạn sau, bất quạt tất nhiên lão đại có lệnh chỉ có thể để trước này nương môn một ngựa thôn thiên hổ nghiêng viên kia ngốc manh đầu to chừng cái kia nữ tử áo trắng một mắt quay đầu liền hướng sở kiếm thu phương hướng bay đi nữ tử áo trắng cái này nhóm người đến đã sớm kinh động đến sở kiếm thu bên kia sở kiếm thu khi nhìn thấy cái này nữ tử áo trắng hiện thân cái này cả kinh quả thực là không như bình thường bởi vì cái này nữ tử áo trắng không là người khác chính là ban đầu ở đại lâu sơn xâm nhập huyết ma tông đại lâu sơn cứ điểm đạo minh đạo tử hứa hoành hồ sở kiếm thu bây giờ không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải này nương môn Tại nhìn thấy Hứa Hoành Hồ một khắc này, Sở Kiếm Thu lập tức liền truyền âm cho Thôn Thiên Hồ. Để cho Thôn Thiên Hồ nhanh chóng trở về, hắn lúc này cũng không lo được tiếp tục đuổi theo giết những cái kia huyết ma tông võ giả. Thân hình lóe lên, liền muốn hướng phía dưới Trúc Diệp Thành bên trong bay đi. Chỉ cần hắn hướng về Trúc Diệp Thành trong đám người vừa chui. Hứa Hoành Hồ liền không lớn có thể sẽ đi chú ý tới hắn, dù sao khí tức của hắn chỉ là một cái chỉ là nửa bước thông huyền cảnh võ giả. Toàn bộ Trúc Diệp Thành, nửa bước thông huyền cảnh võ giả, quả thực là nhiều vô số kể. Hắn xen lẫn trong trong Trúc Diệp Thành một đám võ giả. Căn bản liền sẽ không gây nên bất kỳ chú ý. Sở kiếm thu cũng không muốn cùng này nương môn gặp mặt, sở kiếm thu thế nhưng là lĩnh giáo qua. Này nương môn rốt cuộc có bao nhiêu não tàn, đừng nhìn này nương môn mặt ngoài giả trang ra một bộ bộ dáng trong trẻo lạnh lùng, trên thực tế nhưng là một cái não có hố não tàn cô nàng. Hơn nữa, hắn trước đây cùng này nương môn, có thể huyên náo không phải rất vui vẻ, chỉ là sở kiếm thu động tác mặc dù nhanh, lại cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại hắn hướng về Trúc Diệp Thành bên trong chui vào thời điểm, hứa hoành hồ ánh mắt. Đã hướng về bên này quét tới. Dù sao, lúc trước hắn cùng những cái kia đại thông huyền cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả ở giữa chiến đấu, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Hứa hoành hồ ánh mắt tại đảo qua sở kiếm thu trên người thời điểm. Sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, nàng trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia. Lập tức liền trướng đến một mảnh đỏ bừng, ánh mắt lộ ra một vòng vô cùng phẫn nộ thần sắc. Khá lắm, hôm nay cuối cùng lại bị nàng gặp phải tên khốn kiếp này, nàng cũng không có quên lần trước bị sở kiếm thu đánh lén đánh ngã, hơn nữa lột đi trên người nàng quần áo. Còn đem nàng cho trói gô, dán tại trên một cây đại thụ sự tình. Mặc dù hỗn đản này chỉ là lột đi áo ngoài của nàng. Cũng không có đem nàng cho triệt để lột sạch, nhưng này đối hứa hoành hô tới nói. Vẫn là một kiện khó mà chịu được vô cùng nhục nhã, sở kiếm thu, chạy đi đâu. Hứa hoành hồ gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức hướng về sở kiếm thu nhào tới cùng lúc đó, nàng còn đối với đi theo ở bên người nàng ly thành. Kinh chấn bình đẳng người kêu lên, chư vị giúp ta một chuyện. Liên thủ phong tỏa trúc diệp thành, giam cầm vùng không gian này. Đừng để tiểu tử kia trốn thoát. Hứa hoành hô thế nhưng là biết, sở kiếm thu có một loại vô cùng lợi hại thủ đoạn. Có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không chạy trốn, một khi để cho sở kiếm thu thi triển ra cái loại thủ đoạn này nàng nhưng không cách nào truy tung được sở kiếm thu bóng dáng cho nên muốn phòng ngừa sở kiếm thu chạy trốn biện pháp tốt nhất chính là phong tỏa giam cầm vùng không gian này kỳ thực lấy hứa hoành hồ thực lực bằng vào một mình nàng chi lực liền hoàn toàn đủ để phong tỏa ngăn cản trúc diệp thành phương viên năm nghìn vạn bên trong không gian nhưng nàng để cho an toàn vẫn là để những người khác liên thủ phong tỏa không gian bởi vì nàng cũng không xác định bằng vào chính nàng lực lượng một người, giam cầm không gian. Có thể hay không ngăn cản được sở kiếm thu loại kia xuyên thẳng qua hư không thủ đoạn. Sở kiếm thu nghe được hứa hoành hồ một tiếng quát to này. Sắc mặt lập tức không khỏi cứng đờ, mẹ nó thế mà còn là bị nữ nhân này phát hiện. Lần này có thể không xong, kỳ thực tại phát hiện hứa hoành hồ thứ trong lúc nhất thời. Sở kiếm thu là muốn thông qua độn không phù đào tẩu một khi hắn sử dụng độn không phù liền có thể trong nháy mắt chạy trốn trên trăm ức bên trong hứa hoành hồ vô luận như thế nào đều khó có khả năng đuổi được hắn nhưng thế nhưng khi đó thôn thiên hồ vẫn chưa về sở kiếm thu không có khả năng bỏ lại thôn thiên hồ tự mình một người tự mình chạy trốn nếu như tại hứa hoành hồ bên người chỉ có thiên phượng cung đệ tử đây cũng là thôi chính mình hoàn toàn trước tiên có thể chạy trốn sau đó để thôn thiên hồ chính mình thoát thân, đằng sau lại cùng thôn thiên hồ tụ hợp. Hứa hoành hồ mặc dù tính tình ngang ngược, hơn nữa có chút não tàn. Nhưng nàng trung quy là người trong chính đạo, còn không đến mức giận lây sang thôn thiên hồ. Nhưng hứa hoành hồ bên người, ngoại trừ những cái kia thiên phượng cung đệ tử, còn có ly thành. Gai chấn bình những thứ này huyền vụ phủ đệ tử, sở kiếm thu lại không yên tâm. Để cho thôn thiên hồ tự mình một người lưu lại, tự mình đối mặt ly thành gai chấn bình những người này. Cho nên, một khắc này, sở kiếm thu cũng không có lựa chọn sử dụng độn không phù chạy trốn. Mà là truyền âm cho thôn thiên hổ, để cho thôn thiên hổ nhanh chóng trở về cùng hắn tụ hợp. Chỉ là, hứa hoành hồ thực lực cỡ nào cường hãn. Nàng cũng không phải ô đãng đám rác rưởi này nửa bước phi thăng cảnh có thể so sánh. Mà là đường đường đạo minh một trong thập đại đạo tử tại sở kiếm thu trần chờ một sát na này hứa hoành hồ trong nháy mắt liền đã đến trước mắt tốc độ nhanh nhanh e rằng lấy sánh ngang cho dù là thôn thiên hồ tốc độ cùng nàng so sánh thế mà đều hơi yếu một bậc sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi cmn một năm không thấy này nương môn thực lực thế mà tăng trưởng đến tấn mãnh như thế cùng một năm trước so sánh hứa hoành hồ thực lực tăng lên không chỉ một lần tốc độ này nhanh đến mức liền sở kiếm thu đều bị nàng đánh một cái trở tay không kịp từ hứa hoành hồ hiện thân đến sở kiếm thu phát hiện nàng lại đến hắn cho thôn thiên hổ truyền âm lại đến hứa hoành hồ đi tới trước người trước trước sau sau chỗ tiêu tốn thời gian hết thảy cũng chưa tới ba cái hô hấp hứa hoành hồ lấn đến trước người khẽ vươn tay liền đem sở kiếm thu cho bắt được tại nàng xuất thủ một sát na sở kiếm thu thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được thực lực này tranh lệch. Thật là quá khổng lồ. Lấy sở kiếm thu thực lực hôm nay. Nếu là đối đầu ô đãng dạng này nửa bước phi thăng cảnh võ giả dù cho không địch lại. Cũng tuyệt đối không đến nỗi ngay cả phản kháng cũng không có. Bị đối phương khẽ vươn tay liền cho bát. Nhưng hứa hoành hồ thực lực căn bản cũng không có thể sử dụng tầm thường nửa bước phi thăng cảnh võ giả tiêu chuẩn để cân nhắc dù cho là bình thường phi thăng cảnh cường giả. Thực lực đều chưa hẳn có nàng cường đại như vậy. Hứa hoành hồ nhìn thấy chính mình vừa ra tay. Thế mà liền đem sở kiếm thu cho bắt được dễ dàng như vậy đắc thủ. Cũng làm cho nàng không khỏi sững sờ cái này liền đem hỗn đản này bắt lại. Đây có phải hay không là có chút quá dễ dàng điểm. Hứa hoành hồ nhìn xem bị nàng cầm ở trong tay sở kiếm thu trong lúc nhất thời cũng không khỏi có mấy phần choáng váng. Chương 3533 lão đại ta hiểu. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, một năm trước hỗn đản này tại trên thuyền mây. Ra tay đánh lén mình thời điểm, triển hiện ra thực lực. Nhưng cũng so với mình không kém bao nhiêu, mà bây giờ làm sao lại biểu hiện yếu như vậy? Hứa Hoành hồ lo lắng có bẫy, lập tức ra tay. Liên tiếp phong bế sở kiếm thu trên thân hết mấy chỗ kinh mạch để cho hắn không cách nào chuyển động, hỗn đản này quỷ kế đa đoan. Nàng từng tại dưới tay của hắn ăn rồi một lần đau khổ, cũng không thể không phòng. Làm xong đây hết thảy sau đó, hứa hoành hồ lại trên dưới dò xét Sở Kiếm Thu một phen. Cuối cùng một mặt nghi ngờ nhìn Sở Kiếm Thu, nghi hoặc vô cùng hỏi, "Sở Kiếm Thu, người như thế nào lập tức lại trở nên yếu như vậy?" Trước mắt cái này Sở Kiếm Thu, so với nàng lúc lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù tăng lên một cảnh giới đạt đến nửa bước thông huyền cảnh nhưng là cùng lần trước đánh lén nàng thời điểm triển hiện ra nửa bước phi thăng cảnh tu vi so sánh có thể thực sự yếu đi rất nhiều nhiều nữa giữa hai người tu vi và thực lực căn bản là không thể so sánh hứa hoành hồ ngươi đến tột cùng muốn làm gì sở kiếm thu nghe vậy không khỏi một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói hừ muốn làm gì sở kiếm thu, ngươi lần trước đối với ta làm loại sự tình này, lại còn hỏi bản cô nương muốn làm gì? hứa hoành hồ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền lại giận phát hỏa, hừ lạnh một tiếng nói: uy, một cô nương kia, ngươi làm gì? thức thời điểm, nhanh chóng thả ta lão đại bằng không. đừng trách hổ ra đối với ngươi không khách khí, lúc này thôn thiên hồ cũng đã chạy tới, nó chừng một đôi mắt hổ đối với hứa hoành hồ giận dữ hét nó cũng thực không ngờ rằng hứa hoành hồ thế mà lại đột nhiên đối với sở kiếm thu ra tay đến mức đem nó đánh một cái trở tay không kịp này nương môn không phải là lần trước tại đại lâu sơn độc thân sông huyết ma tông cứ điểm cái kia gọi là hứa hoành hồ nương môn sao về sau nàng bị huyết ma tông thiếu chủ trạm mạc bát lão đại còn tự thân đi vào đem nàng cứu đi ra cũng chính bởi vì nó trước tiên nhận ra hứa hoành hồ cho nên đối với hứa hoành hồ cũng không có bao nhiêu tâm phòng bị dù sao này nương môn đã từng bị lão đại từ huyết ma tông cứ điểm cứu ra hẳn là không đến mức là lão đại địch nhân nhưng lại không nghĩ tới này nương môn đầu tiên là ngay từ đầu cắt nó hồ bây giờ lại đối với lão đại động thủ cái này khiến thôn thiên hồ trong nháy mắt liền nổi giận này nương môn lại dám đối với lão đại lấy oán trả ơn cái này cũng là thôn thiên hồ ban đầu ở đại lâu sơn chỉ biết là sở kiếm thu tiến vào huyết ma tông cứ điểm cứu hứa hoành hồ lại cũng không sau khi biết tới sở kiếm thu cùng hứa hoành hồ ở giữa phát sinh sự tình dù sao ở phía sau trong khi hành động sở kiếm thu một mực đem nó cho thu vào hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất khi tiến vào huyết ma tông cứ điểm sau đó lúc gặp được hứa hoành hồ thân vô thốn lũ dáng vẻ sở kiếm thu lo lắng cho mình phía sau hành động bị tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hổ nhìn Thấy sau khi trở về không quản được miệng, đối với chính mình những nữ nhân kia nói lung tung, dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết, cho nên trước đây Sở Kiếm Thu trực tiếp liền đem hỗn độn đến Tôn Tháp hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Không để Thôn Thiên Hồ cùng Tiểu Thanh Điểu nhìn thấy bên ngoài tình huống. Cho nên, đối với đằng sau Sở Kiếm Thu cùng Hứa Hoành Hồ ở giữa chuyện xảy ra, Thôn Thiên Hồ là hoàn toàn không biết, cũng chính bởi vì vậy, cho nên thôn thiên hồ đối với hứa hoành hồ trên cơ bản có thể nói là không chút nào phòng bị dù sao nó cũng sẽ không ngờ tới một cái rõ ràng là bị lão đại đã cứu người thế mà lại đối với lão đại hạ thủ hứa hoành hồ liếc qua thôn thiên hồ quay đầu đối với sở kiếm thu hỏi sở kiếm thu đây là ngươi linh sủng hứa hoành hồ ngươi cũng chớ làm loạn ân oán giữa ngươi ta ngươi cứ việc hướng ta tới cũng đừng giận lây vô tội sở kiếm thu nghe nói như thế lập tức nhìn xem hứa hoành hồ cảnh cáo nói. Thôn thiên hổ thực lực mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng mà dù sao vừa mới đột phá đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong không lâu. Cảnh giới còn không có triệt đề củng cố. Lấy thôn thiên hổ thực lực đối đầu tầm thường nửa bước phi thăng cảnh võ giả. Trên cơ bản cũng là nghiền ép một dạng tồn tại nhưng mà hứa hoành hồ. Lại cũng không có thể lấy tầm thường nửa bước phi thăng cảnh võ giả tiêu chuẩn để cân nhắc thôn thiên hổ thực lực bây giờ cùng hứa hoành hồ so ra. Hay là muốn hơi yếu một bậc đương nhiên nếu là song phương thật sự đánh nhau. Thôn thiên hổ dù cho không thắng nổi hứa hoành hồ, hứa hoành hồ nghĩ đánh bại nó. Cũng không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng hứa hoành hồ lại không phải là một thân một mình tại bên cạnh nàng. Nhưng còn có không ít cao thủ lấy thôn thiên hổ lực lượng một người. Nhưng không cách nào đánh thắng được đông đảo cao thủ như thế, hừ sở kiếm thu ngươi đem ta hứa hoành hồ coi như người nào hứa hoành hồ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói ngươi yên tâm chỉ cần ngươi linh sủng không sằng bậy bản cô nương cũng sẽ không ra tay với nó tặc bà nương ngươi nhanh chóng thả ta lão đại ngươi cái này tặc bà nương thật không thức tốt xấu ta lão đại hảo xấu đã từng đã cứu tính mạng của ngươi ngươi bây giờ thế mà lấy oán trả ơn thôn thiên hồ còn quấn hứa hoành hồ không ngừng băn khoăn lấy sốt ruột vô cùng nói sở kiếm thu người đầu này ngu xuẩn hồ lại đối bản cô nương nói năng lỗ mãng mà nói đừng trách bản cô nương đối với nó không khách khí hứa hoành hồ liếc qua thôn thiên hồ rất là căm tức nói đầu này ngu xuẩn hồ kể từ nhìn thấy nàng sau đó vẫn mở miệng một tiếng tặc bà nương mà réo lên không ngừng cái này khiến hứa hoành hồ tâm bên trong nén giận tới cực điểm. Nàng hứa hoành hồ xem như đạo minh đạo tử thiên phú tuyệt đỉnh, mỹ mạo vô song, ai thấy? Không xưng hô một tiếng tiên tử. Kết quả, đầu này ngu xuẩn hồ, lại là trái một cái xú bà nương. Phải một cái tặc bà nương mà đối với nàng mắng không ngừng. Cái này khiến nàng như thế nào chịu được thôn? Thiên hồ, người trước tiên đừng quản chuyện này. Sở kiếm thu nghe vậy, quay đầu nhìn thôn thiên hồ nói. Lão đại, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào cái này tặc bà nương trong tay mà mặc. Kệ, thôn thiên hổ nghe vậy, lập tức liền gấp, lão đại nói nói gì vậy? Ngươi cũng bị cái này tặc bà nương bắt được, ta có thể mặc kệ sao? Ta cùng hứa cô nương ở giữa có chút hiểu lầm. Chuyện này ta cùng hứa cô nương chính mình sẽ giải quyết, hứa cô nương sẽ không làm gì ta. Người hãy yên tâm, sở kiếm thu an ủi, thôn thiên hổ nghe nói như thế, lập tức không khỏi sững sờ. Nó nhìn một chút Sở Kiếm Thu, lại nhìn một chút Hứa Hoành Hồ, chỉ thấy Hứa Hoành Hồ mặc dù một. Mặt tức giận dáng vẻ, nhưng đối với Sở Kiếm Thu, giống như cũng không có cái gì sát ý hơn nữa. Này nương môn dáng dấp đích xác rất là xinh đẹp. Thôn Thiên Hồ lúc này trong nháy mắt liền rõ hiểu, thì ra lão đại cùng này nương môn là đang liếc mắt đưa tình đâu, lão đại, ta hiểu thôn thiên mắt hổ bên trong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lập tức liên tục gật đầu đạo ân. Người minh bạch liền tốt. Sở kiếm thu nhìn thấy thôn thiên hổ nhanh như vậy liền lĩnh ngộ hắn ý tứ. Lập tức rất là thỏa mãn gật đầu một cái, vẫn là thôn thiên hổ nghe lời. Nếu là đổi thành những người khác, chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy liền nghe từ chính mình phân phó. Nếu là thôn thiên hồ tiếp tục cùng hứa hoành hồ đối nghịch trừ ăn ra đau khổ bên ngoài. Không có bất kỳ kết quả gì. Chương 3534 điên cuồng lữ lạnh. Ân, vậy ngươi đi trước đem những cái kia đào tẩu huyết ma tông dư nghiệt giết đi. Cũng đừng làm cho những thứ này rác rưởi chạy, miễn cho bọn hắn tiếp tục tai họa nhân gian, sở. Kiếm Thu nhìn xem Thôn Thiên Hồ nói, "Là, lão đại." Thôn Thiên Hồ đáp ứng, thân hình lóe lên. Tiếp tục đuổi theo giết những cái kia đào tẩu huyết ma tông võ giả, lúc này nó cũng đã hiểu rồi chẳng thể trách lão đại dễ dàng như vậy bị này nương môn cho bắt đâu thì ra đây là lão đại cố ý cũng liền nói lão đại cỗ kia kim long phân thân tại trên thực lực so với nó chắc chắn mạnh hơn nếu là lão đại muốn tránh hứa hoành hồ bắt mà nói chỉ cần để cho kim long phân thân ra tay hứa hoành hồ liền không làm gì được lão đại nửa điểm hơn nữa ngoại trừ kim long phân thân còn có chuôi này bây giờ sâu không lường được phá kiếm ở bên người, nắm giữ như thế đông đảo lá. Bài tẩy tình huống phía dưới, lão đại vừa rồi muốn thoát thân. Đó là tùy thời đều có thể làm được sự tình. Lão đại sở dĩ như thế cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói. Cái này là lấy loại phương thức này tới tán gái đâu. Chính mình cũng không thể không biết tốt xấu, hỏng lão đại chuyện tốt. Sở kiếm thu tự nhiên không biết lúc này thôn thiên hổ ý nghĩ, bằng không hắn đánh chết đầu này ngu xuẩn hồ tâm tư đều có thôn thiên hổ ngờ tới tất nhiên có một bộ phận là đúng nếu như sở kiếm thu thật sự không nghĩ bị hứa hoành hồ bắt mà nói hứa hoành hồ thật đúng là không cách nào dễ dàng như vậy đắc thủ vô luận là để cho kim long phân thân ra tay vẫn là để tiểu đồng áo xanh ra tay đều hoàn toàn có thể ngăn cản được hứa hoành hồ nhưng sở kiếm thu sở dĩ không có sử dụng những thứ này át chủ bài cũng không phải là như thôn thiên hổ nói như vậy, là vì tán gái. Mà là bởi vì hắn không muốn tại ly thành, kinh chấn bình đẳng người trước mặt. Bại lộ những thứ này át chủ bài. Dù sao, lần này hứa hoành hồ nhưng cũng không phải một thân một mình. Mà là bên cạnh đi theo hơn 10 người, hơn nữa, trong những người này, còn có ly thành. Kinh chấn bình thản trịnh bạch diệt những thứ này huyền vụ phủ đối thủ cũ đương nhiên sở kiếm thu sở dĩ không có sử dụng những thứ này át chủ bài còn có một cái nguyên nhân là bởi vì hắn biết dù cho rơi vào hứa hoành hồ trong tay cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhiều lắm là chỉ là ăn chút khổ sở mà thôi bằng không đổi lại hứa hoành hồ là ly thành kinh trấn bình loại này đối thủ một mất một con sở kiếm thu dù cho bốc lên bại lộ lá bài tẩy phong hiểm cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt bởi vì một khi rơi vào ly thành, kinh chấn bình những người này trong tay. Đó là thật sẽ không toàn mạng, hứa hoành hồ tại bắt sở kiếm thu sau đó. Cũng tịnh không có khoanh tay đứng nhìn, mà là một tay mang theo sở kiếm thu. Mà một bên thân hình lóe lên, đuổi theo giết những cái kia chạy trốn huyết ma tông võ giả. Lần này, nàng tới Trúc Diệp Thành nhiệm vụ. Vốn chính là vì ngăn cản huyết ma tông huyết tế Trúc Diệp Thành, đến nỗi gặp phải sở kiếm thu đây hoàn toàn là nàng kế hoạch bên ngoài sự tính. Ly Thành, Kinh Trấn Bình, Trịnh Bạch Diệp cùng với những cái kia thiên phượng cung đệ tử. Sau khi nhìn thấy hứa hoành hồ đã bắt được sở kiếm thu. Cũng không có tiếp tục đi phong tỏa trúc Diệp Thành không gian. Mà là riêng phần mình đều đi truy sát những cái kia chạy trốn huyết ma tông võ giả. Trúc Diệp Thành bên trên khoảng không, đang cùng thành chủ hầu đạt chém giết lữ lãnh. Nhìn thấy phen này cực lớn biến cố đã sớm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Sự tình thế mà lại phát triển đến bây giờ tình trạng này. Nguyên bản hắn cho là, huyết ma tông huyết tế trúc diệp thành. Là mười phần chắc chín sự tình, dù sao, lần này. Huyết ma tông thế nhưng là xuất động dòng dã trên trăm tên cao thủ, trong đó. Chỉ là nửa bước phi thăng cảnh cường giả, đều đạt đến dòng dã mười người mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng lại thêm trúc diệp thành bên trong. Có hắn xem như nội ứng tình huống phía dưới, trúc diệp thành là căn bản không có khả năng ngăn cản được huyết ma tông lần này huyết tế. Chỉ cần lần này huyết ma tông huyết tế trúc diệp thành thành công, bằng vào xem như nội ứng. Phá đi trúc diệp thành hộ thành đại trận công lao, là hắn có thể đủ tại huyết ma tông nội bộ thu được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí đều có thể nhờ vào đó, nhất cử đột phá phi thăng cảnh nhưng mà để cho hắn vạn lần không ngờ chính là tại trong sự tình phát triển đầu tiên là xuất hiện sở kiếm thu cùng thôn thiên hồ cái này một cái biến cố đằng sau lại còn tới hứa hoành hồ như thế một nhóm lớn đạo minh cường giả đã như thế lần này tới tham gia huyết tế trúc diệp thành huyết ma tông võ giả đoán chừng liền một cái đều trốn không thoát mà hắn lữ ra xem như đi nương nhờ huyết ma tông nội ứng có thể tưởng tượng được lại là dạng kết quả gì ha ha ha, lữ lãnh cầu tặc người không nghĩ tới a, à, các ngươi huyết ma tông ác độc kế hoạch. Cũng không có được như ý, các chủ tử của ngươi. Bây giờ tất cả đều bị truy sát đến giống như chó nhà có tăng, vội vã mà chạy đâu. Hầu đạt nhìn thấy cái này phát sinh một màn, lập tức nhìn xem đối diện lữ lãnh. Đắc ý ha ha cười nói, hôm nay tuyệt sử phùng sinh, để cho hắn mừng rỡ như điên ngoài. Tại nhìn thấy lữ lãnh sắc mặt kia trắng héo bộ dáng, trong lòng của hắn lại cảm thấy thống khoái tới cực điểm lữ lãnh bây giờ chỗ thưởng thức tư vị chính là hắn vừa rồi cảm thụ a à, loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực là cỡ nào làm cho người sụp đổ hắn vừa rồi lĩnh hội một lần cảm thụ mà bây giờ địch nhân của hắn cũng đang thể hội một lần đây mới là để cho hắn cảm giác sảng khoái nhất hắn đối với lữ lãnh có thể nói là thống hận tới cực điểm bởi vì lữ lãnh phản bội nguyên nhân, thế nhưng là kém chút làm cho cả Trúc Diệp Thành. Đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, hầu. Đạt người rất đắc ý phải không, lão tử đều không có chết đâu. Người có phải hay không đắc ý quá sớm. Tất nhiên lão tử đã không còn đường sống, vậy thì mọi người cùng nhau chết thôi, lữ. Lãnh nhìn chằm chằm hầu đạt tàn bạo nói đạo, nói xong, hắn bỗng nhiên quay người. Hướng về phía dưới Trúc Diệp Thành vọt tới. Cùng lúc đó, toàn thân hắn, chợt tản mát ra lóa mắt vô cùng tia sáng, lữ lãnh, ngươi làm gì? Hầu đạt nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cầu tặc kia. Lại muốn tự bảo, hơn nữa, hắn hay là muốn xông vào trúc diệp thành bên trong tự bảo. Một cái đường đường nửa bước phi thăng cảnh cường già tự bảo. Tuyệt đối đủ để đem toàn bộ trúc diệp thành, đều hủy diệt hơn phân nửa. Một khi bị lữ lãnh xông vào trúc diệp thành bên trong tự bảo thành công cái kia trúc diệp thành hạ tráng. Tuyệt đối không giống như bị huyết ma tông huyết tế tốt bao nhiêu, hắn vạn lần không ngờ. Lữ lãnh thế mà điên cuồng như vậy, ha ha ha, hầu đạt, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Tất nhiên không cho lão tử đường sống, vậy thì mọi người cùng nhau chết, lữ. Lãnh một bên hướng về phía, một bên điên cuồng cười lớn, chỉ là. Đang tại hắn điên cuồng lúc cười lớn, tại trước người hắn, bỗng nhiên toát ra một cái ngốc manh khả ái đầu to. Nhìn thấy cái này chỉ ngốc manh khả ái đầu to, lữ lãnh tiếng cười, đột nhiên im bặt mà dừng. Giống như một cái bỗng nhiên bị nắm được cổ ga trống đồng dạng. Bởi vì hắn nhận ra, cái này chỉ ngốc manh khả ái đại bạch hồ. Chính là một móng vuốt phá mất huyết ma tông huyết sát đại trận cái kia con cọp màu trắng, hắn. Biết rõ, cái này chỉ đại bạch hổ thực lực, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Rác rưởi, sắp chết đến nơi, thế mà đều nghĩ kéo người khác xuống nước cho hổ ra cút đi, thôn. Thiên hổ liếc qua Lữ Lãnh, một móng vuốt hướng về Lữ Lãnh trên thân đánh ra. Chương 3535 ta gọi hổ ra. Không, nhìn thấy thôn Thiên hổ vỗ tới một móng vuốt. Lữ Lãnh nhãn bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng cùng với không cam lòng thần sắc, chỉ là Thực lực của hắn cùng thôn Thiên hổ ở giữa tranh lệch thật là là quá lớn đối mặt thôn thiên hổ một chảo này hắn liền tránh đều tránh không được trực tiếp bị nuốt thiên hổ một móng vuốt cho chụp vừa vặn ầm ầm chịu thôn thiên hổ một chảo này cơ thể của lữ lãnh giống như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng thẳng đến bầu trời chỗ cao bắn ra cuối cùng trực tiếp đụng vào trong không trung chỗ sâu cương phong mang ầm vang một tiếng ở trên không chỗ sâu cương phong mang bên trong một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung lên bất quá bởi vì nổ tung vị trí ở vào không trung chỗ sâu cương phong mang kinh khủng nổ tung uy lực cũng không có truyền tới mặt đất lữ lãnh lần này tự bạo tương đương với bạo một cái tịch mịch hầu đạt nhìn thấy một màn này sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng may mắn thần sắc cùng lúc đó lại là một trận lòng còn sợ hãi nếu thật là bị lữ lãnh xông vào trúc diệp thành bên trong tự bạo thành công hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi hầu đạt thân hình lóe lên, đi tới trước mặt thôn thiên hổ. Hướng thôn thiên hổ chắp tay khom lưng thật sâu làm vái chào, vô cùng cung kính nói, vị. Này hổ đạo hữu đa tạ đối với Trúc Diệp Thành làm giúp đỡ. Hổ đạo hữu đối với Trúc Diệp Thành đại ân đại đức, hầu mỗ cùng Trúc Diệp Thành. Trung thân không dám quên. Thôn thiên hổ nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, quơ quơ móng vuốt nói, gọi sai. Ta không gọi hổ đạo hữu ta gọi hổ ra, hầu. Đạt nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi cứng đờ, lão thiết không khách khí như vậy. Phù hợp sao? Nhưng nghĩ tới cái này nhức đầu bạch hổ thực lực kinh khủng. Cùng với nó vừa rồi tương đương với cứu toàn bộ Trúc Diệp Thành. Hầu đạt cuối cùng vẫn cung cung kính kính mở miệng kêu một tiếng là hổ ra. Thôn thiên hổ nghe được tiếng gọi này. Lúc này mới rất là thỏa mãn điểm một chút cái kia ngốc manh khả ái đầu to giọng ồm ồm mà nói, người lão nhi này, coi như thượng đạo, về sau nếu là có cơ hội. Hổ ra cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi làm hổ ra tiểu đệ. Hầu đạt nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi lần nữa cứng đờ, hắn rất hoài nghi. Cái này nhức đầu bạch hổ, có phải là cố ý hay không tại chiếm tiện nghi của hắn? Hắn tốt xấu là đường đường nửa bước phi thăng cảnh cường già có hay không hảo? Hơn nữa còn là trúc diệp thành thành chủ, cái này nhức đầu bạch hồ, lại còn nói muốn thu hắn làm tiểu đệ. Nếu là đổi lại bên kia đại thông huyền cảnh đỉnh phong yêu thú. Dám ở trước mặt hắn cản rỡ như thế. Hầu đạt tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay cho đối phương một bài học. Dám như thế không chút kiêng kỵ chiếm hắn cái này chúc Diệp Thành thành chủ tiện nghi. Thật sự cho rằng hắn hầu đạt là dễ trêu nhưng ở thôn thiên hổ trước mặt. Hầu đạt nhưng cũng không dám biểu hiện ra chút nào không vui bởi vì cái này nhức đầu bạch hổ thực lực thực sự quá kinh khủng. Dù là hắn là nửa bước phi thăng cảnh cường giả, nhưng hầu đạt lại không có mảy may chắc chắn. Có thể chống đỡ được cái này nhức đầu bạch hổ một móng vuốt hổ ra nâng đỡ. Hầu đạt trên mặt nạn ra một tia gượng ép tới cực điểm nụ cười, cười xòa nói. Thôn thiên hổ nhìn thấy hầu đạt thức thời như vậy, càng là hổ nhan cực kỳ vui mừng. Nó duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ hầu đạt bả vai, đầu to không ngừng liên tục điểm trong một đôi mắt hổ, tràn đầy thần sắc tán dương, lão nhi, người rất thông minh. Tại trong cái này Trúc Diệp Thành bên trong làm cái này đồ bỏ Trúc Diệp Thành thành chủ. Khuất tài, có cơ hội, hổ ra cho ngươi một cái lên như diều gặp gió cơ hội là. Là cái kia tiểu lão nhân ở đây, trước hết cảm ơn hổ ra. Hầu Đạt liên tục cười làm lành nói, chỉ có điều, trong miệng hắn mặc dù nói như thế. Nhưng lại cũng không có đem thôn thiên hổ lời này coi là thật cái này ngu sẩn hổ xem xét chính là một cái đầu óc không rõ ràng nếu không phải là cái này ngu sẩn hổ thực lực thực sự quá kinh khủng hắn đều lười nhắc cùng cái này ngu sẩn hổ qua loa lại muốn chính mình gọi nó hổ ra lại muốn thu chính mình làm tiểu đệ đây là thật không đem hắn cái lá trúc này thành thành chủ làm mâm đồ ăn a à, trúc diệp thành bên trong hầu hữu dịch kha lấy đồng bọn người đã sớm bị trước mắt cái này không kịp nhìn biến cố chấn kinh đến đầu óc tốt nửa ngày đều chuyển không qua tới, thiếu. Thành chủ, vị kia tựa như là huyền vụ phủ võ đạo thiên kiêu ly thành. Kha lấy đồng nhìn lên bầu trời bên trong, đang tại đại triển thần uy. Bốn phía truy sát huyết ma tông võ giả ly thành, nuốt nước miếng một cái. Có chút khó khăn nói, ta biết. Vị kia bắt sở kiếm thu nữ tử áo trắng. Người nhìn có phải hay không có điểm giống trong truyền thuyết đạo minh một trong thập đại đạo. Tử hứa hoành hồ đạo tử hầu hữu dịch nhìn lên bầu trời bên trong hứa hoành hồ hít một hơi thật sâu có chút khó có thể tin nói giống như còn giống như thật có chút giống kha lấy đồng nghe nói như thế lập tức hướng về hứa hoành hồ bên kia nhìn qua sau khi cẩn thận quan sát một phen lập tức cũng không khỏi hít một hơi thật sâu nói đạo minh thập đại đạo tử đây chính là nhân vật trong truyền thuyết tại bình thường bọn hắn cũng liền chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua những võ đạo này thiên kiêu truyền thuyết lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra lại có một ngày bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến dạng này võ đạo thiên kiêu đạo minh thập đại đạo tử uy danh tại toàn bộ trung châu cũng là nổi tiếng tồn tại cũng là trung châu cơ hồ tất cả trẻ tuổi võ giả sùng bái thần tượng cái này thập đại đạo tử uy vọng tại trung châu trẻ tuổi võ giả trong lòng thậm chí so với năm đại tông môn địa vị của tông chủ đều cao hơn nữa năm đại tông môn tông chủ mặc dù thực lực cường hãn vô cùng nhưng mà ngoại trừ thiên phượng cung cung chủ khác bốn đại tông môn tông chủ cũng là sống mấy chục vạn năm lão quái vật cái này cùng thế hệ trẻ tuổi võ giả căn bản cũng không phải là cùng một đời người mà đạo minh thập đại đạo tử mỗi một cái năm tháng tu luyện cũng không có vượt qua một ngàn năm đây là chân chân chính chính nhân tộc hy vọng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất vị này sở công tử lai lịch quả nhiên không đơn giản thế mà cùng đạo minh thập đại đạo tử ở giữa đều có sâu như vậy dây dưa chúng ta tại lúc mới bắt đầu thế mà muốn đi đối với loại nhân vật này hạ thủ đây quả thực là chán sống hầu hữu dịch nghĩ lại mà sợ vô cùng nói kha lấy đồng nghe nói như thế nhớ tới chính mình phía trước đối với sở kiếm thu vô lễ lập tức không khỏi dọa đến toàn thân một hồi như nhũn ra Nàng lúc này cuối cùng đứng không vững, một cái lảo đảo tê liệt trên mặt đất. Nàng lúc này trong lòng không khỏi kinh hoàng vô cùng. Vạn nhất sở kiếm thu quay đầu gây sự với nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù nhìn trước mắt giống như sở kiếm thu bị hứa hoành hồ bắt được nhưng rất rõ ràng. Hứa hoành hồ đối với sở kiếm thu cũng không có cái gì sát ý, thậm chí giữa hai người. Còn có cái gì yêu hận dối dám đâu kha lấy đồng càng nghĩ càng sợ nàng bỗng nhiên bỏ qua ôm chặt lấy hầu hữu dịch đùi trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng run lẩy bẩy nói thiếu thành chủ ta phía trước thế nhưng là đắc tội sở công tử không nhẹ hắn có thể hay không quay đầu tìm ta tính sổ sách thiếu thành chủ giúp ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào mới có thể thu được sở công tử khoan dung hầu hữu dịch nghe nói như thế không khỏi lườm nàng một mắt cười lạnh một tiếng nói ngươi Nghĩ gì thế, lấy sở công tử lớn như vậy nhân vật lại rảnh rỗi đi để ý đến ngươi. Chỉ cần ngươi không còn tự mình tìm đường chết, chủ động đi trêu chọc hắn. Hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi đem quên đi. Tại loại này đại nhân vật trong mắt, như ngươi loại này mặt hàng. Chẳng qua là không đáng kể sâu kiến mà thôi. Đáng giá hắn tiêu phí nhiều tâm tư như vậy đi chú ý sao? Chương 3536 ngươi rảnh rỗi không rảnh rỗi a? À? đi qua trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình hắn càng ngày càng chướng mắt kha lấy đồng loại này ngu xuẩn những tên ngu xuẩn này bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen căn bản cũng không biết được xem xét thời thế cũng không có cái gì đầu óc chỉ biết cậy vào thân phận của mình ỉ vào thực lực của mình không ngừng mà đi mãng mà tại nhìn thấy thân phận của đối phương cùng thực lực so với mình càng thêm cường đại sau đó lại không có nửa điểm dũng khí, biểu hiện uất ức tới cực điểm, loại này ngu xuẩn. Quả thực là không triển vọng. Hầu Hữu Dịch đô cũng tại hoài nghi chính mình cùng những tên ngu xuẩn này làm bạn. Đến cùng có phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng mình dù sao cũng là trúc diệp thành. Thiếu thành chủ, bên cạnh nếu là không có mấy cái chó săn tùy tùng, cũng không lộ ra chính mình thiếu thành chủ uy phong trong lúc nhất thời hầu hữu dịch trong lòng không khỏi có mấy phần xoắn suýt kế tiếp đi tới vũ minh vương triều tham gia trung châu võ đạo đại hội đến tột cùng muốn hay không mang theo kha lấy đồng những tên ngu xuẩn này cùng một chỗ kha lấy đồng những tên ngu xuẩn này mặc dù không có đầu óc nhưng mà dù sao cũng là đại thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả theo bên người nếu là lợi dụng tốt mà nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực trên bầu trời sở kiếm thu bị hứa hoành hồ sách trong tay không ngừng tại bốn phía lóe lên trong tay hứa hoành hồ mang theo sở kiếm thu không chút nào không ảnh hưởng nàng xuất kiếm giết địch đối với những cái kia bị nàng đuổi kịp huyết ma tông võ giả nàng trên cơ bản cũng là một kiếm một cái cho dù là nửa bước phi thăng cảnh huyết ma tông võ giả đều căn bản không cần đến nàng ra kiếm thứ hai những thứ này huyết ma tông võ giả toàn bộ đều thi triển huyết độn thuật phân tán bốn phía chạy trốn để các nàng truy sát có chút phiền phức bằng không nếu là những thứ này huyết ma tông võ giả tụ chung một chỗ mà nói đoán chừng chỉ là hứa hoành hồ một người mấy kiếm liền có thể đem những thứ này huyết ma tông võ giả toàn bộ giải quyết đi nhưng những thứ này huyết ma tông võ giả trốn được quá mức phân tán rồi hơn nữa lại thi triển là bỏ chạy tốc độ mau lẹ vô cùng huyết độn thuật khiến cho đám người truy sát cực kỳ phiền phức hứa hoành hồ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này tại hứa hoành hồ truy sát những cái kia huyết ma tông võ giả thời điểm sở kiếm thu nhịn không được hỏi như thế nào ngươi tới được ở đây bản cô nương liền đến không thể hứa hoành hồ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói không phải chứ ngươi là chuyên môn đuổi theo ta tới nơi này hứa hoành hồ ta nói ngươi đến mức đó sao vì một chút như vậy phá sự thế mà truy lùng ta dòng dã thời gian một năm ngươi rảnh rỗi hay không rảnh rỗi a à? sở kiếm thu không khỏi có chút không lời nói nghe được sở kiếm thu lời này hứa hoành hồ sắc mặt không khỏi cứng đờ ai đuổi theo ngươi tới nơi này sở kiếm thu ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình bản cô nương tới đây mới không phải vì ngươi đây hứa hoành hồ một đôi mắt đẹp chừng sở kiếm thu, vô cùng phẫn nộ nói, vậy. Là ngươi tại sao lại ở chỗ này, sở kiếm thu đương nhiên biết hứa hoành hồ không phải là bởi vì. truy tung chính mình, mới đi đến Trúc Diệp Thành. Nàng nếu là sớm biết hành tung của mình, đã sớm giết đi lên. Nơi nào sẽ đợi đến hôm nay, vừa rồi sở kiếm thu nói lời kia. Chẳng qua là cố ý trêu chọc một chút này nương môn mà thôi, liền này nương môn tính xấu không kích thích nàng một chút nàng cũng không chịu nói nói thật hừ bản cô nương tới chúc diệp thành tự nhiên là vì thanh trừ huyết ma tông dư nhiệt, hứa hoành hồ hừ lạnh một tiếng sụ mặt nói những thứ này huyết ma tông yêu nhân bốn phía tán loạn tại đông cảnh sơn đại lâu sơn khu vực bị chúng ta vây quét được ngay liền lẻn lút đến thanh thúy sơn vùng này ngay tại đoạn thời gian trước thanh thúy sơn phía tây có mấy tòa thành trì đều bị những thứ này huyết ma tông rác rưởi cho huyết tế. Đạo Minh đối với chuyện này, thế nhưng là rất là tức giận. Chúng ta truy lùng hảo một đoạn thời gian. Cuối cùng tại xanh tươi trong núi phát hiện huyết ma tông tại vùng này cứ điểm, chỉ là. Coi chúng ta đuổi tới nơi đó, nơi đó đã người đi tổ khoảng không, chỉ còn lại mấy cái thủ vệ. Chúng ta dọ thám biết những thứ này huyết ma tông yêu nhân. Cái tiếp theo muốn huyết tế thành trì, là Trúc Diệp Thành. Cho nên liền lập tức từ Thanh Thúy Sơn xuất phát, hướng về Trúc Diệp Thành bên này chạy tới, may mà chúng ta đến sớm một bước. Ngăn trở Huyết Ma tông huyết tế hành động. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Hoành hồ trên mặt toát ra mấy phần vẻ mặt đắc ý, rất rõ ràng. Nàng đối với chính mình lần này thành công ngăn trở Huyết Ma tông huyết tế hành động, rất có cảm giác thành tựu, Sở Kiếm Thu nghe nói như thế. Trong lòng không khỏi có mấy phần im lặng. Huyết Ma Tông lần này huyết tế hành động, là các ngươi ngăn cản sao, đó là lão tử ngăn cản được không, nếu là đợi đến các ngươi đuổi tới. Trúc Diệp Thành, Trúc Diệp Thành cũng sớm đã sinh linh đồ thán. Biến thành một tòa cực kỳ bi thảm thành không? Này nương môn thật đúng là sẽ tự rát vàng lên mặt mình, bất quá. Sở Kiếm Thu cũng lười đi vạch trần nàng, miễn cho này nương môn bên dưới thẹn quá thành giận. Làm ra cái gì không thể dự đoán cử động đúng, hứa hoành hồ, ngươi lại là tại sao cùng ly thành. Kinh chấn bình những người này xen lẫn trong cùng nhau, sở. Kiếm thu nhìn xem hứa hoành hồ, một mặt tò mò hỏi, ngươi. Thế mà cũng nhận biết ly thành cùng kinh chấn bình những người này. Hứa hoành hồ nghe vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái nói, ly thành cùng kinh. Chấn bình, cái này đều là huyền vụ phủ đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu tử cho dù ở toàn bộ trung châu thế hệ trẻ tuổi đều cũng không phải là hạng người vô danh bây giờ hai người này càng là đột phá đến phi thăng cảnh tại trung châu thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong danh vọng càng long mà sở kiếm thu lại chỉ là một cái chỉ là nửa bước thông huyền cảnh võ giả mà thôi làm sao lại cùng ly thành kinh trấn bình loại này võ đạo thiên kiêu nhận biết ta cùng bọn hắn nhận biết đây có cái gì kỳ quái đâu đây đều là người quen cũ hứa hoành hồ ngươi cũng vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi của ta đâu sở kiếm thu lườm nàng một mắt nói sở kiếm thu ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi hỏi cái gì bản cô nương phải trả lời ngươi cái gì hứa hoành hồ nghe vậy nổi nóng vô cùng nói bây giờ đến tột cùng ai mới là tù nhân tiểu tử ngươi có hay không biết rõ ràng a à, ta hiểu rồi sở kiếm thu nghe nói như thế trên mặt đã lộ ra mấy phần hiểu rõ thần sắc ngươi Minh bạch cái gì? Hứa hoành hồ nghe vậy, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, ngươi. Chắc chắn là cùng bọn hắn, có chút thủ đoạn không thể gặp người, cho nên, mới không dám nói ra. Cái này, ta có thể hiểu được, dù sao, ai còn không có một chút bí mật của mình đâu, sở. Kiếm thu vừa cười vừa nói, ba, sở kiếm thu lời này vừa ra khỏi miệng. Trên mặt liền trọng trọng chịu một cái cái tát. Sở kiếm thu, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ô bản cô nương trong sạch tin hay không bản cô nương làm thịt ngươi hứa hoành hồ một tấm gương mặt xinh đẹp tức giận đến một mảnh đỏ bừng nàng trừng sở kiếm thu tức giận vô cùng quát lên bọn hắn cùng thiên phượng cung đệ tử chẳng qua là bởi vì đều nhận được đạo minh điều lệnh cùng một chỗ tới thanh thúy sơn vùng này vây quét huyết ma tông dư nghiệt chúng ta vừa vặn ở nửa đường gặp gỡ mà thôi có thể có cái gì thủ đoạn không thể gặp người bản cô nương thanh bạch mặt trời chứng giám ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi hỗn đản này dạng này. Một bụng bẩn thỉu tâm tư sao, lần này, hứa hoành hồ thật sự bị sở kiếm thu lời này bị chọc giận. Trường 3537 bản cô nương hôm nay muốn thủ mới nợ cũ cùng ngươi cùng tính một lượt. Nhìn thấy hứa hoành hồ một bộ bộ dáng muốn bùng nổ. Sở kiếm thu không còn dám lên tiếng đi kích động này nương môn, kỳ thực hắn cũng cảm giác chính mình mới vừa nói lời kia, giống như có chút quá đáng điểm. Nhưng vì từ hứa hoành hồ trong miệng thăm dò nàng và ly thành. Kinh chấn bình những người này quan hệ. Sở kiếm thu cũng không thể không dạng này kích động nàng, dù sao. Lấy này nương môn cái này ngạo kiều tính tình, không nói nàng như vậy mà nói. Nàng căn bản cũng không chịu nói thật. Nàng nếu là một mực bưng bộ kia cao cao tại thượng tư thái mà nói hắn có thể khó mà từ trong miệng của nàng thăm dò chân thực tin tức. Mà hứa hoành hồ cùng ly thành, kinh chấn bình những người này quan hệ đến tột cùng như thế nào? Đây chính là dính đến hắn thân gia tính mệnh sự tình, sở kiếm thu không thể không cẩn thận. Một khi hứa hoành hồ cùng ly thành, kinh chấn bình những người này quan hệ chặt chẽ. Cả hai là cùng một bọn, hắn kế tiếp, sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào. Đều phải từ hứa hoành hồ trong tay chạy trốn ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, hứa hoành hồ cùng ly thành, kinh chấn bình những người này quan hệ. Lại cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy, là quan hệ chặt chẽ bằng hữu Mà chỉ là nửa đường gặp gỡ, tạm thời tụ tập cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ mà thôi. Đăng lý giải tinh tường những thứ này sau đó. Sở kiếm thu trong lòng lập tức yên tâm không thiếu, cũng liền nói, lấy hứa hoành hồ tính cách. Làm sao lại cùng ly thành loại người này làm bạn? này nương môn mặc dù có chút não tàn, có chút ngạo kiều, nhưng trên tổng thể tới nói. Vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa, ít nhất không phải loại kia tâm tư ác độc. Tâm ngoan thủ lạt người. Hứa hoành hồ nhìn thấy sở kiếm thu không còn lên tiếng, trên mặt cái kia băng hàn thần sắc. Lúc này mới hơi trì hoãn, sở kiếm thu, ngươi lần trước hỏng ta trong sạch sự tình. Bản cô nương đều không có cùng ngươi tính toán khoản tiền kia. Ngươi hôm nay lại mở miệng ô thanh danh của ta bản cô nương hôm nay muốn thù mới nợ cũ cùng ngươi cùng tính một lượt hứa. Hoành hồ lườm sở kiếm thu một mắt, sắc mặt lạnh như băng nói, hứa hoành hồ tại nói lời này thời điểm. Một cái thiên phượng cung đệ tử vừa vặn hướng bên này bay tới. Nghe được hứa hoành hồ lời này, tên kia thiên phượng cung đệ tử trong mắt. Không khỏi lộ ra khó có thể tin thần sắc cái gì, hứa hoành hồ trong sạch cư nhiên bị cái này thiếu niên áo xanh cho hỏng, đây quả thực là đại sự lớn. Chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ tại toàn bộ Trung Châu. Đều nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, hứa hoành hồ tại toàn bộ đạo minh địa vị. Không thua kém một chút nào năm đại tông môn thiếu tông chủ, thậm chí đều hơn một chút. Hơn nữa, hứa hoành hồ tại toàn bộ đạo minh thế hệ trẻ tuổi võ đạo thiên kiêu bên trong. Cũng là tình nhân trong mộng một dạng tồn tại nếu như bị những võ đạo thiên kiêu kia biết trong lòng bọn họ nữ thần đã bị một cái nửa bức thông huyền cảnh tiểu tử cho đoạt mất cái này tuyệt đối sẽ để cho những võ đạo thiên kiêu kia điên cuồng sở kiếm thu nghe nói như thế lập tức không khỏi cả khuôn mặt đều tối hứa hoành hồ ngươi cũng không nên há mồm liền ra lời gì đều thuận miệng nói lung tung ta lúc nào hỏng trong sạch của ngươi sở kiếm thu mặt đen lên nói mẹ nó lời này nếu là truyền về huyền kiếm tông bị hắn những nữ nhân kia nghe được vậy còn không phải phiên thiên này nương môn thật đúng là đủ não tàn loại lời này nàng cũng nói ra được nàng cũng không sợ người khác hiểu lầm sở kiếm thu liếc mắt nhìn đang theo bên này bay tới tên kia thiên phượng cung đệ tử lúc này cái này thiên phượng cung đệ tử đang một mặt khiếp sợ nhìn xem bên này rất rõ ràng hứa hoành hồ lời nói mới rồi đã bị cái này thiên phượng cung đệ tử nghe được cũng may lần này đi theo hứa hoành hồ bên người những ngày này phượng cung đệ tử chính mình cũng không nhận ra sở kiếm thu cũng rất chắc chắn những ngày này phượng cung đệ tử cũng tuyệt đối không có gặp mình bằng không nếu là những ngày này phượng cung đệ tử là đặng bích linh liêu sơn lam những người đó sự tình hôm nay vậy thật khó lường hứa hoành hồ lúc này cũng chú ý tới tên kia thiên phượng cung đệ tử hướng bên này bay tới đối với chuyện xảy ra hôm đó nàng cũng không muốn những người khác biết thế là cũng không có tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp sở kiếm thu ngươi chờ xem lần này bản cô nương sẽ cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt ngươi tuyệt đối không trốn thoát được hứa hoành hồ lườm sở kiếm thu một mắt trọng trọng hừ một tiếng nói nói đi hứa hoành hồ sách theo sở kiếm thu cũng hướng về tên kia bay tới thiên phượng cung đệ tử nghênh đón tiếp lấy hứa đạo tử huyết ma tông dư nghiệt đã thanh trừ hoàn tất tên kia thiên phượng cung đệ tử lúc này chỉnh ngay ngắn cho nói đối với vừa rồi nàng nghe được mà nói lúc này nàng trực tiếp làm bộ không có nghe được dù sao hứa hoành hồ không phải người bình thường chọc giận hứa hoành hồ đối với nàng nhưng không có chỗ tốt gì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đối với loại bí mật này, chính mình vẫn giả bộ cái gì cũng không biết cho thỏa đáng, ân. Rất tốt, chúng ta tới trước Trúc Diệp Thành bên trong, lại cẩn thận dò xét một phen. Nhìn một chút có còn hay không cái gì bỏ sót, hứa hoành hồ gật đầu một cái nói. Nói xong, hứa hoành hồ sách theo sở kiếm thu, cùng tên kia thiên phượng cung đệ tử. Cùng một chỗ hướng về Trúc Diệp Thành bên trong bay đi, ly thành. Kinh Chấn Bình cùng Trịnh Bạch Diệp cùng với những thứ khác Thiên Phượng Cung đệ tử thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo hướng Trúc Diệp Thành bay đi. Vừa rồi mọi người tại phân tán bốn phía truy sát những cái kia chạy trốn huyết ma tông võ giả. Thời điểm đều rời đi Trúc Diệp Thành có không ít khoảng cách. Xa nhất một cái Thiên Phượng Cung đệ tử, thậm chí đều đuổi theo trên trăm ức bên trong xa. Mọi người tại Trúc Diệp Thành bên trong hội tụ sau đó, Lý Thành liếc mắt nhìn trong tay hứa hoành hồ sách theo Sở Kiếm Thu lập tức liền cười Sở Kiếm Thu ngươi cũng có hôm nay liền hứa đạo tử ngươi cũng dám đắc tội lá gan của ngươi thật đúng là đủ lớn a à. Lý Thành nhìn xem Sở Kiếm Thu một mặt diễu cật nói năm đó ở Thanh Dương Tông Di chỉ cùng phong Nguyên Vương triều hắn cùng Sở Kiếm Thu liên tiếp giao phong mấy lần mỗi một lần đều bị Sở Kiếm Thu tính toán bị thiệt lớn liền không có một lần có thể chiếm được tiện nghi. Đối với chuyện năm đó, Ly Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đối với sở kiếm thu hận thấu xương. Nhưng thế nhưng Nam Châu cùng phong nguyên vương triều là huyền kiếm tông địa ban. Bây giờ huyền kiếm tông lại có thiên phượng cung che chở. Hắn muốn chạy đến Nam Châu cùng phong nguyên vương triều đi tìm sở kiếm thu tính sổ sách. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ly Thành vốn cho là hắn về sau rất khó có cơ hội đi tìm sở kiếm thu tính sổ, nhưng làm hắn không nghĩ tới. Sở kiếm thu thế mà rời đi địa bàn của mình, chạy tới trúc diệp thành bên này, chuyện này với hắn tới nói. Còn quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Không có huyền kiếm tông chiến trận binh giáp, không có thiên phượng cung che chở. Tiểu Súc Sinh này còn không phải tùy ý hắn nhào nặn ly. Thành, ngươi cùng tiểu tử này nhận biết hứa. Hoành Hồ nghe nói như thế, lập tức không khỏi nhìn hắn một cái hỏi mặc dù nàng phía trước đã từ sở kiếm thu nơi đó giải được sở kiếm thu cùng ly thành nhận biết nhưng mà sở kiếm thu cũng không có cụ thể nói hắn cùng ly thành đám người quan hệ cho nên hứa hoành hồ vẫn là muốn từ ly thành ở đây hỏi một chút hiểu rõ một chút tiểu tử này càng nhiều tình huống dù sao chính mình đối với tiểu tử này hiểu rõ thực sự quá ít ngoại trừ biết hắn gọi là sở kiếm thu đối với hắn sự tình khác có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 3538 không tệ ta liền là võ lăng băng. Người chính là Sở Kiếm Thu, nghe được Ly Thành lời này, Thiên Phượng cung trong các đệ tử. Một cái người mặc váy xếp nếp khuôn mặt đẹp nữ tử. Lập tức cũng không khỏi hướng về Sở Kiếm Thu nhìn sang, một mặt kinh ngạc nói. Tên này người mặc váy xếp nếp khuôn mặt đẹp nữ tử, mặc dù chỉ có nửa bước phi thăng cảnh tu vi, nhưng nhìn bộ dáng lại là bọn này thiên phượng cung đệ tử thủ lĩnh cả kia hai tên phi thăng cảnh sơ kỳ thiên phượng cung đệ tử thế mà đều có một bộ bộ dáng ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu vũ đạo hữu người cũng biết hắn nghe được cái này người mặc váy xếp nếp khuôn mặt đẹp nữ tử lời này hứa hoành hồ thật sự kinh ngạc tiểu tử này người biết hắn lại còn không thiếu trong đội ngũ này giống như liền tự mình đối với sở kiếm thu hiểu rõ là ít nhất những người khác giống như đều biết tiểu tử này ân có chỗ nghe thấy cái kia họ vũ nữ tử nói nghe được hứa hoành hồ đối với nữ tử này xưng hô sở kiếm thu cũng không khỏi nhìn nàng một cái hỏi ngươi họ vũ chẳng lẽ ngươi là vũ lang băng nửa bước phi thăng cảnh tu vi lại họ vũ nữ tử hơn nữa tại thiên phượng cung trong hàng đệ tử còn nắm giữ không nhỏ uy vọng cùng những điều kiện này phù hợp khả năng lớn nhất chính là thiên phượng cung đại trưởng lão thạch thiến liễu thân truyền đệ từ vũ lăng băng. Không tệ, ta liền là vũ lăng băng. Nữ tử kia cũng không có phủ nhận, gật đầu một cái, đạm nhiên nói, đã. Sớm nghe nói qua tên của ngươi đã lâu, ngược lại là không nghĩ tới. Chúng ta lại ở chỗ này nhìn thấy. Hơn nữa, là lấy loại phương thức này gặp mặt. Vũ lăng băng nhìn xem sở kiếm thu, ánh mắt lộ ra mấy phần ý vị khó hiểu thần sắc. Mặc dù nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở kiếm thu, nhưng mà bây giờ sở kiếm thu tên. Tại thiên phượng cung trong hàng đệ tử, có thể nói là như sấm bên tai một dạng tồn tại. Thiên phượng cung thiếu cung chủ đẹp như tranh thiếu gia. Huyền kiếm tông thực tế chấp trưởng già, hai cái này tên tuổi. Để cho Vũ Lăng băng nghĩ không chú ý hắn đều làm không được. Bây giờ, Vũ Lăng băng cũng đã biết thiên phượng cung chủ cung cấp cho các nàng những cái kia thần diệu vô biên đan dược kỳ thực chính là đến từ huyền kiếm tông loại chuyện này tại trong cung thiên phượng căn bản cũng không có thể lừa gạt được bởi vì nhận được những đan dược này thiên phượng cung đệ tử thực sự nhiều lắm bây giờ cơ hồ mỗi một cái thiên phượng cung đệ tử đánh vỡ đầu đều phải hướng về huyền kiếm tông bên trong chen muốn thu được đi tới huyền kiếm tông tu luyện tư cách bởi vì tại huyền kiếm tông bên trong có vô số khó có thể tưởng tượng thần diệu đan dược. Đủ loại hiệu quả vô cùng cường đại linh phù cùng trận pháp những thứ này tài nguyên tu luyện. Đối với võ giả tới nói, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện trí bảo. Huyền kiếm tông bây giờ đã trở thành thiên phượng cung đệ tử tu luyện thánh địa đối với cái. Này thần bí huyền kiếm tông thực tế chấp trưởng giả, vũ lăng băng, há lại sẽ không đi chú ý huống hồ hắn vẫn là thiên phượng cung thiếu cung chủ đẹp như tranh thiếu gia cũng là đẹp như tranh bây giờ đạo lữ vũ lăng băng vẫn cho rằng đẹp như tranh đoạt chính mình thiên phượng cung thiếu cung chủ vị trí đối với đẹp như tranh nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có hảo cảm gì mà sở kiếm thu xem như đẹp như tranh nam nhân nàng tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm gì huống hồ bây giờ sư phụ của nàng thạch thiến liễu bây giờ bị thiên phượng cung chủ ép hồi thiên phượng cung bế môn hối lỗi nàng xem như thân truyền đệ tử thạch thiến liễu cũng từ trước kia danh tiếng vô lượng biến thành bây giờ tại trong cung thiên phượng bị người mất lạnh tồn tại thân phận địa vị có thể nói lập tức bị từ đám mây đánh rớt đến bụi trần to lớn như vậy tranh lệch cũng làm cho vũ lăng băng đối với thiên phượng cung chủ oán khí tràn đây đối với cùng thiên phượng cung chủ một mạch quan hệ mật thiết sở kiếm thu nàng tự nhiên cũng liền càng thêm không có hảo cảm. Sở kiếm thu nghe nói như thế, lại quét vũ lăng băng, ly thành bọn người một mát. Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra lần này thật đúng là xui xẻo tận cùng. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, thật đúng là đầy mắt tất cả địch A. À. Cũng liền nói, chẳng thể trách những ngày này phượng cung đệ tử. Thế mà cùng ly thành mấy người huyền vụ phủ đệ tử, trung đụng được dung hiệp như thế, thì ra đây là đại trưởng lão thạch thiến liễu nhất mạch kia đệ tử. Nếu là đổi lại thiên phượng cung các trưởng lão khác đệ tử, hoặc cung chủ một mạch đệ tử. Lấy thiên phượng cung cùng huyền vụ phủ trước mắt quan hệ, gặp mặt không đánh nhau. Cũng đã coi là tốt, như thế nào có thể sẽ tụ cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ. Hứa đạo tử, tiểu tử này cũng không phải cái gì người tốt tại Trung Châu Nam Bộ khu vực. Tiểu tử này là nổi danh tham háo sắc tâm ngoan thủ lạt đã từng không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn cho gieo họa rơi vào vô cùng thê thảm hạ trang. Hứa đạo tử vẫn là nhanh chóng đem hắn cho xử lý cho thỏa đáng. Miễn cho lưu lại cái tai họa này, gieo hại vô tận, Ly Thành nhìn xem Hứa Hoành hồ nói. "Ly Thành, ngươi chiêu này đổ tội hãm hại, có thể thực cao minh." Thật có thể nói là há mồm liền ra. Sở Kiếm Thu nghe nói như thế, lập tức cười lạnh một tiếng nói: "Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ta đến tột cùng gieo họa cái nào nữ tử. Cái này coi như nhiều, chính ngươi nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu? Người đầy trong lòng mình còn không có điểm số sao? Không nói những thứ khác, chỉ là thiên phượng cung đệ tử, bị ngươi họa hại. Liền nhiều vô số kể, liền thiên phượng cung thiếu cung chủ, đều bị độc thủ của ngươi. Người dám nói bây giờ thiên phượng cung thiếu cung chủ, không phải nữ nhân của ngươi, ly thành theo dõi hắn một mặt cười lạnh nói sở kiếm thu nghe nói như thế lập tức không khỏi một hồi á khẩu không trả lời được sau một hồi lâu lúc này mới cảm thán một tiếng nói ly thành ngươi lợi hại ta đích xác không lời nào để nói ly thành muốn thật nói như thế mà nói hắn thật đúng là không cách nào phản bác chính hắn nhiều nữ nhân sao sở kiếm thu chính mình suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật không ít đẹp như tranh là nữ nhân của hắn sao đó là khẳng định mặc dù hắn cùng đẹp như tranh ở giữa trước mắt cũng không có phát sinh chân chính quan hệ vợ chồng nhưng đẹp như tranh từ nhỏ cùng hắn chính là thanh mai trúc mã quan hệ đẹp như tranh trở thành nữ nhân của hắn đây là chuyện đương nhiên nhưng bên người hắn nhiều nữ nhân như vậy vô luận là tả khưu thương trúc lạc chỉ vân Nhan thanh tiết bọn người vẫn là đẹp như tranh, Hạ U Hoàng cùng Tô Nghiên Hương. Nhưng đều là cam tâm tình nguyện đuổi theo hắn, liền không có một cái. Là hắn chủ động trêu chọc. Nhưng Ly Thành muốn nói như vậy, hắn thật đúng là không cách nào phản bác hứa. Đạo tử, ngươi nhìn, tiểu xúc sinh này đều chính mình thừa nhận, loại này gieo hại vô tận tai. Họa vẫn là sớm làm giết a. Tiểu xúc sinh này quỷ kế đa đoan, tâm tư ác độc đem hắn giữ ở bên người cũng không phải một cái ý kiến hay sơ ý một chút liền có khả năng trúng kế của hắn ly thành nhìn xem hứa hoành hồ tiếp tục giật dây nói nghe được ly thành lời nói này hứa hoành hồ sắc mặt không khỏi có mấy phần mất tự nhiên đi chuyện này ta tự có chừng mực hứa hoành hồ khoát tay áo nói ta đi trước cùng tiểu tử này hảo hảo mà tính toán trước kia nợ cũ các ngươi tại lá trúc trong thành chờ ta một chút ta rất nhanh liền trở về Nói xong, hứa hoành hồ cũng không có ở lâu, sách theo sở kiếm thu, thân hình lóe lên. Hướng về thanh thúy sơn phương hướng bay đi, ly thành nhìn thấy một màn này. Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc tiếc nuối, xem ra. Hứa hoành hồ đây là muốn âm thầm đem sở kiếm thu cho xử lý nữa nha. Nếu như có thể ở ngay trước mặt hắn, đem sở kiếm thu giết đi. Có thể tận mắt nhìn đến tiểu súc sinh này hạ tráng cái kia nhiều thống khoái, nhưng tiếc là chính là, hứa hoành hồ cũng không có cho hắn cơ hội này. Trường 3539 ngươi muốn để ta theo ngươi lan lộn cái này còn không dễ dàng. Hứa hoành hồ sách theo sở kiếm thu, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ. Hướng về xanh tươi trong núi bay đi, ở nửa đường. Thôn thiên hồ cũng đi theo sông tới, nó phía trước lấy được sở kiếm thu truyền âm. Để nó không cần áp sát tới, miễn cho bị ly thành bọn người cho ám toán. Ly Thành, Gai Trấn Bình hai người, bây giờ thế nhưng là phi thăng cảnh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa, hai người chiến lực cực kỳ cường hãn. Còn không là bình thường phi thăng cảnh sơ kỳ võ giả có thể so sánh, lấy thôn thiên hổ thực lực. Nhưng chưa chắc có thể đánh thắng được hai người này. Nhưng là bây giờ, thôn thiên hổ nhìn thấy hứa hoành hồ sách theo sở kiếm thu. Hướng về thanh thúy sơn phương hướng bay đi, liền lại nhịn không được xông tới hứa hoành hồ nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn theo bên người đầu này ngu xuẩn hồ nhìn thấy đầu này ngu xuẩn hồ cái kia không gì sánh nổi tốc độ phi hành hứa hoành hồ trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc phải biết nàng cũng không là bình thường nửa bước phi thăng cảnh võ giả mà là đạo minh một trong thập đại đạo tử đang phi hành phương diện tốc độ rất nhiều phi thăng cảnh cường giả đều còn kém rất rất xa nàng nghĩ không ra Đầu này tu vi vẻn vẹn chỉ là đại thông huyền cảnh đình phong ngu sẩn hổ. Lại có thể không có áp lực chút nào theo sát tới. Đầu này ngu sẩn hổ nhìn, thật đúng là có chút không đơn giản a, à, sợ. Kiếm Thu, không bằng ngươi đem đầu này ngu sẩn hổ cho bản cô nương. Ngươi cùng bản cô nương trước mắt sổ sách liền như vậy xóa bỏ như thế nào, hứa? Hoành Hồ quay đầu nhìn Sở Kiếm Thu nói đối với Ly Thành phía trước lời nói, hứa hoành hồ kỳ thực là cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Vừa tới, nàng và Ly Thành cũng không phải là rất quen. Mà huyền xương mù phủ danh tiếng luôn luôn đều không phải là rất tốt. Huyền xương mù phủ đệ tử lời nói, tính chân thực rốt cuộc có bao nhiêu. Đây chính là rất khó nói. Thứ hai, nàng và sở kiếm thu ở giữa tiếp xúc mặc dù cũng không nhiều hai người thời gian trung đụng cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi nhưng cho dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian nàng đối với sở kiếm thu tính tình cũng có một cái rất sâu nhận biết tiểu tử này có lẽ là thật sự tham tài nhưng muốn nói hắn tham háo sắc mà nói hứa hoành hồ là không tin dù sao trước đây tiểu tử này đem chính mình chế trụ hắn có bó lớn cơ hội xuống tay với mình nếu như tiểu tử này thật là một cái tham háo sắc tặc mà nói trong sạch của mình đã sớm khó giữ được mặc dù nàng một mực luôn mồm mắng lấy sở kiếm thu là tiểu tạc nhưng mà trong lòng lại cũng không cho rằng sở kiếm thu thực sự là một cái háo sắc người cho nên hứa hoành hồ phía trước cũng không có bởi vì ly thành đối với sở kiếm thu hãm hại liền thật sự cải biến đối với sở kiếm thu cách nhìn cái này cũng là ly thành không biết sở kiếm thu cùng hứa hoành hồ ở giữa đến tột cùng đã trải qua thứ gì bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói như thế sở kiếm thu bởi vì như vậy vừa tới chỉ có thể để cho hắn tại hứa hoành bên hồ kia rơi vào một cái không tốt ấn tượng nhưng ly thành nơi nào sẽ nghĩ đến cái này đường đường hoành hồ đạo tử đã từng cư nhiên bị sở kiếm thu đã cứu hứa hoành hồ ngươi nếu là có bản sự để cho thôn thiên hồ cùng ngươi mà nói ta cũng không ý kiến sở kiếm thu nghe vậy lập tức cười một cái nói Hừ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó, đầu này ngu xuẩn hổ nếu là nguyện ý cùng ta. Ngươi cũng đừng đổi ý." Hứa Hoành Hồ hừ lạnh một tiếng nói. "Đây là tự nhiên, lời ta từng nói, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng đổi ý." Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, "Nói đùa. Hứa Hoành Hồ nếu là có thể thuyết phục thôn Thiên Hồ cùng với nàng. Đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây." Đối với việc này, sở kiếm thu tuyệt không lo lắng, nghe được sở kiếm thu lời này. Hứa hoành hồ lập tức quay đầu đối với thôn thiên hồ nói, uy, cái kia ngu xuẩn hồ. Người có nghe hay không, sở kiếm thu nhường ngươi về sau cùng bản cô nương hỗn. Sở kiếm thu nghe nói như thế, sắc mặt lập tức không khỏi tối sầm lại, mẹ nó. Cái này não tàn cô nàng, thật là biết bẻ cong sự thật. Hắn lúc nào nói để cho thôn thiên hồ cùng với nàng lan lộn. Chính mình chỉ nói là nếu như nàng có bản lĩnh thuyết phục thôn thiên hồ cùng với nàng mà nói. Hắn không có ý kiến mà thôi, này nương môn, tại cái khác phương diện não tàn vô cùng. Nhưng mà tại loại này tiểu thông minh phía trên lại là rất có một bộ. Thôn thiên hồ nghe được hứa hoành hồ lời này, lập tức nghiêng viên kia ngốc manh khả ái đầu to. Lườm hứa hoành hồ một mắt, giọng ồm ồm mà nói, ngươi muốn để ta theo ngươi lan lộn. Cái này còn không dễ dàng hứa hoành hồ nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng nàng nghĩ không ra đầu này ngu xuẩn hồ thế mà dễ lừa dối như vậy vậy cứ như thế quyết định ngươi về sau liền cùng bản cô nương hỗn thôi bản cô nương bao ngươi về sau có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon hứa hoành hồ vội vàng nói uy ta lời nói đều còn chưa nói hết đâu ngươi gấp cái gì ta còn không có đáp ứng cứ như vậy theo ngươi lan lộn muốn ta theo ngươi lan lộn đây chính là có điều kiện, thôn thiên hồ nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì điều kiện, hứa. Hoành hồ hỏi, đầu này ngu sẩn hồ, nhìn lai lịch rất là bất phàm. Nếu là có thể đem nó cho lừa gạt tới tay mà nói, ngược lại là sau này mình một sự giúp đỡ lớn. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi trở thành ta nữ nhân của lão đại. Ta tự nhiên cũng chỉ có thể nghe lời ngươi. Thôn thiên hổ nghiêng viên kia ngốc manh khả ái đầu to nói. Nó cái này nói chính là lời nói thật tại huyền kiếm tông. Đối với sở kiếm thu những cô gái kia mà nói. Nó nào dám không nghe, những nữ nhân kia một khi nổi cơn giận, ngay cả lão đại đều phải sợ. Nó một cái làm tiểu đệ, còn không phải là càng phải ngoan ngoãn nghe lời. Thôn thiên hổ, người nói hưu nói vượn thứ gì? Nghe được thôn thiên hổ lời này. Sở kiếm thu không khỏi nổi nóng vô cùng quát lên, cái này ngốc hàng. Đây là muốn hại chết chính mình hứa hoành hồ nghe được thôn thiên hổ lời này cũng là không khỏi trong lúc nhất thời trướng đến gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng nàng lại một cái tắt đập vào sở kiếm thu trên đầu xấu hổ vô cùng khẽ kêu nói ngươi cái này tiểu tặc lại còn tại đánh bản cô nương chủ ý ngươi có phải hay không muốn chết hứa hoành hồ ngươi có thể hay không nói đạo lý chút lời này cũng không phải ta nói sở kiếm thu không khỏi một mặt không lời nói đầu này ngu sẩn hồ, là ngươi linh sủng, nếu không phải là ngươi âm thầm phân phó. Nó làm sao lại nói lời này, Hứa Hoành hồ hầm hừ nói. Hứa Hoành hồ, cái này thật không phải là ta ý tứ. Ta đối với ngươi tuyệt đối không có nửa điểm ý tưởng phương diện kia, nếu không thì ta phát cái thiên đạo lời thề cho ngươi chứng minh một chút. Sở Kiếm Thu chỉ cảm thấy oan uổng tới cực điểm, dưới sự bất đắc dĩ đều phải bắt đầu thề thề, sở kiếm thu, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là trướng mắt bản cô nương, hứa. Hoành hồ nghe nói như thế, lập tức càng là trong lòng giận dữ, nổi nóng vô cùng nói. Nàng hứa hoành hồ thế nhưng là đạo minh thiên tri kiêu tử, đạo minh một trong thập đại đạo tử. Thiên tư tuyệt đỉnh, mỹ mạo vô song, hỗn đản này, lại dám trướng mắt chính mình thực sự là lẽ nào lại như vậy sở kiếm thu nghe nói như thế cả khuôn mặt cũng không khỏi đen cái này mẹ nó cái này não tàn cô nàng đầu óc có bệnh a à, nói đúng ngươi có ý tứ mắng lão tử là tiểu tặc nói đúng ngươi không có ý nghĩa liền nói lão tử trướng mắt ngươi nói đúng ngươi có ý tứ không được nói đúng ngươi không có ý nghĩa cái này cũng không được vậy ngươi đến tột cùng là nghĩ kiểu gì sở kiếm thu liền dứt khoát trực tiếp ngậm miệng đối với loại này không thể nói lý não tàn cô nàng. Hắn cảm giác nói rõ lý lẽ căn bản là nói không thông, nàng thích thế nào dạng kiểu gì. mươi 3540 gieo xuống tinh huyết lạc ấn. Thôn thiên hổ nhìn thấy chính mình giống như có chút giúp ngược lại. Lập tức bất động thanh sắc lặng lẽ chuồn đi, miễn cho tiếp tục lưu lại chịu huấn. Bất quá, nó cũng không có chạy mất. Mặc dù nó chạy tới hứa hoành hồ cùng sở kiếm thu tầm mắt của hai người bên ngoài nhưng cũng còn có thể cảm ứng được hai người khí tức xa xa xuyết tại sau lưng của hai người không còn dám tiến tới góp mặt đối với thôn thiên hổ chạy đi hứa hoành hồ cũng không có để ý đầu này ngu xuẩn hồ nói chuyện hỗn bất lận như thế đoán chừng cùng sở kiếm thu cũng liền một cái mặt hàng loại này linh sủng không cần cũng được hứa hoành hồ mang theo sở kiếm thu bay thẳng đến đến trong thanh thúy sơn đi tới thanh thúy sơn một cái chỗ khuất sau đó đem sở kiếm thu ném xuống đất hứa hoành hồ đầu tiên là đem sở kiếm thu đè xuống đất đánh tơi bời một trận báo đáp trước đây hỗn đản này đánh chính mình một trận mối thù tiếp đó nàng đem sở kiếm thu trói lại treo ở trên một thân cây đem sở kiếm thu trước đây dùng tại trên người nàng thủ đoạn từng cái trả về đến sở kiếm thu trên thân tới hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất tiểu thanh điểu nhìn xem phía ngoài một màn kia lập tức quay đầu đối với bên cạnh sở kiếm thu kim long phân thân nói sở kiếm thu Người liền mặc cho nữ nhân này hành hạ như thế ngươi cũng không hoàn thủ sở kiếm thu ngươi cũng quá uất ức a à. nhìn thấy sở kiếm thu bị hứa hoành hồ dày vò tiểu thanh điểu trong lòng rất là khó chịu sở kiếm thu hỗn đản này đối với nó giữ như vậy đối với nữ nhân này lại là mềm yếu như thế nó thực sự không vừa mát ngươi nói đơn giản, nữ nhân này thực lực cường đại như vậy, ta bản tôn cũng đã bị nàng phong bế chân nguyên cùng kinh mạch, ngay cả động cũng không động được. ngươi để cho ta làm sao còn tay? Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân nghe vậy, lập tức tức giận nói: nếu không thì, ngươi ra ngoài cùng nàng đánh một trầu. ngươi nếu là đánh thắng nàng, về sau ngươi muốn bao nhiêu hoang cổ đại lục suối nước ta cho ngươi bao nhiêu, như thế nào? cái này tiểu xả điều thực sự là đứng nói chuyện không đau eo nếu là hắn có thể đánh thắng được này nương môn còn có thể chờ lấy bị đánh hừ người cũng liền chỉ có thể khi dễ bản cô nương tiểu thanh điều nghe vậy hừ một tiếng nói ngươi trực tiếp nhường ngươi kim long phân thân ra tay hoặc để cho phá kiếm ra tay không được sao ta cũng không tin nữ nhân này thực lực có mạnh hơn nữa còn có thể đánh thắng được ngươi kim long phân thân cùng ngu xuẩn hổ liên thủ phía trước tại lá trúc thành thời điểm nó khoảng cách sở kiếm thu bên người cũng không xa cho nên tại sở kiếm thu phát hiện hứa hoành hồ thời điểm thứ trong lúc nhất thời liền đem nó cho thu vào trong hỗn độn đến tôn tháp mà không giống thôn thiên hổ như thế bởi vì đuổi bắt ô đãng chạy quá xa cũng không kịp trở về hứa hoành hồ cũng đã phát hiện sở kiếm thu nhưng tiểu thanh điểu mặc dù bị sở kiếm thu thu và hỗn độn đến tôn tháp nhưng trong thời gian này sở kiếm thu cũng không có phong tỏa hỗn độn đến tôn tháp cho nên tiểu thanh điểu còn có thể biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra đối với hứa hoành hồ thực lực tiểu thanh điểu cũng tự hỏi lấy chính mình tu vi trước mắt còn không đánh lại nữ nhân này nữ nhân này thực lực quá mạnh mẽ căn bản vốn không là bình thường nửa bước phi thăng cảnh võ giả có thể so sánh cho nên sở kiếm thu mở ra điều kiện mặc dù mê người. Nhưng mà tiểu thanh điểu vẫn có tự biết rõ. Nó mới sẽ không đi ra ngoài tự rước lấy nhục đâu tiểu. Xả điểu, ngươi biết cái gì, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta cái này kim long phân thân nếu là có thể ra tay, đã sớm ra tay rồi. Còn cần đến chờ tới bây giờ. Sở kiếm thu kim long phân thân lườm tiểu thanh điểu một mắt. Tức giận nói. Hứa hoành hồ mặc dù não tàn, nhưng dù sao không phải là sinh tử đại địch. Sở kiếm thu cũng không muốn vì từ trong tay nàng thoát thân, mà muốn đưa nàng vào chỗ chết. Một khi Kim Long phân thân từ hỗn độn trí tôn trong tháp vô căn cứ xuất hiện. Cái này tất nhiên sẽ bại lộ trên người mình không thiếu bí mật. Sở kiếm thu mặc dù cũng không muốn lấy hứa hoành hồ tính mệnh. Nhưng mà đối với hứa hoành hồ hiểu rõ, dù sao vẫn là quá ít hắn cũng không muốn tại hứa hoành hồ mặt phía trước bại lộ chính mình quá nhiều bí mật cho nên đối với hứa hoành hồ dày vò chính mình hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn bị chút khuất nhục liền bị chút khuất nhục ai bảo chính mình lần trước cũng là như thế đối với nàng đây này có thể đây chính là nhân quả tuần hoàn thôi hứa hoành hồ hung hăng hành hạ sở kiếm thu một phen ra trong lòng ác khí sau đó lại tại sở kiếm thu trên thân lục lọi một hồi, đem sở kiếm thu trên thân thứ đáng giá. Toàn bộ đều vơ vét không còn gì. Bất quá, sở kiếm thu đặt ở trong phía ngoài không gian pháp bảo. Xem như ngụy trang chi dụng đồ vật căn bản là không có bao nhiêu, nhiều nhất. Cũng chính là mấy món nửa bước cửu dai pháp bảo mà thôi, nhưng cho dù như thế. Hứa hoành hồ khi lấy được những bảo vật này thời điểm, cũng là vui vẻ ra mặt những bảo vật này đối với sở kiếm thu tài sản tới nói mặc dù không tính là gì nhưng mà đối với những võ giả khác tới nói nhưng là quá phong phú những bảo vật này giá trị to lớn thậm chí đều không thua gì một cái thông thường phi thăng cảnh sơ kỳ võ giả tài sản hứa hoành hồ tại đại lâu sơn thời điểm chính mình không gian pháp bảo bị huyết ma tông thiếu chủ vơ vét đi cơ hồ có thể nói là người không có đồng nào về sau mặc dù tại sở kiếm thu trên thân lấy được không ít bảo vật. Nhưng cuối cùng lại bị sở kiếm thu tính kế một phen, đem trên thân tất cả đáng tiền bảo vật. Toàn bộ đều vơ vét đi, bây giờ hứa hoành hồ, trên thân thứ đáng giá. Căn bản là không có mấy món, keo kiệt vô cùng. Liền trong tay nàng sử dụng chuôi này nửa bước cửu dai trường kiếm pháp bảo. Cũng là nàng giết một chút huyết ma tông võ giả cướp lấy, bây giờ nhìn thấy từ sở kiếm thu trên thân vơ vét ra phong phú như vậy bảo vật nàng tự nhiên rất vui vẻ sau khi đem sở kiếm thu trên người tất cả bảo vật vơ vét không còn gì hứa hoành hồ lại quan sát trên dưới sở kiếm thu một phen ngươi cái này tiểu tặc quỷ kế đa đoan phải ở trên thân thể ngươi lưu cái ấn ký mới được phòng ngừa ngươi về sau lại chạy hứa hoành hồ nhìn xem sở kiếm thu bỗng nhiên nói nói xong nàng khẽ vươn tay tê lạp một tiếng, đem sở kiếm thu quần áo trên người giật ra, đem sở kiếm thu lồng ngực lộ ra. Uy, hứa hoành hồ, ngươi muốn làm gì? Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Vội vàng quát lên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên làm loạn. Ta cũng không phải một cái người tùy tiện, phi. Hứa hoành hồ nghe nói như thế, lập tức nhổ hắn một ngụm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, ngươi. Nghĩ gì thế, tâm tư thật bẩn thỉu bản cô nương mới không có ngươi như vậy sắc cấp bách. Bản cô nương chỉ là muốn ở trên người của ngươi lưu một cái ấn ký mà thôi. Người nghĩ đến đi nơi nào, nói xong, hứa hoành hồ không để ý đến hắn nữa. Nàng lấy trường kiếm ra pháp bảo, phá vỡ ngón tay của mình, vận chuyển chân nguyên. Bức ra tinh huyết của mình, xanh thảm ngón tay ngọc điểm tại trên lồng ngực của sở kiếm thu. Bắt đầu vẻ ngoài một cái ấn phù. Thời gian một nén nhang đi qua, một cái phức tạp mà huyền diệu phù văn. Tại trên lồng ngực của sở kiếm thu, bị vẽ đi ra tụ tại. Ấn phù hình thành cuối cùng một sát na, hứa hoành hồ một tiếng khẽ kêu. Một đạo pháp quyết đánh đi ra, dung nhập trong cái này ấn phù. Một đạo ánh sáng trói mắt thoáng qua toàn bộ ấn phù. Tản mát ra một cỗ huyền diệu vô cùng ba động, cuối cùng, chậm rãi tiêu thất. Sáp nhập vào trong cơ thể của sở kiếm thu.